Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 12, thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái dạng toán mà chúng ta hay gặp trong các đề thi kiểm tra cũng như đề thi học kỳ và những đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng như đề thi tuyển sinh đại học. Đúng không? Đó là một cái dạng toán là tìm thời gian trong cái dao động điều hòa. Thì để giải quyết cái bài toán tìm thời gian trong dao động điều hòa, đây là một trong những bài toán rất cơ bản, đúng không? Và rất hay gặp. Chúng ta có nhiều cách giải. Có thể là chúng ta dùng mối liên hệ giữa đường tròn, giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. Chúng ta có thể dùng phương pháp đại số, vân vân, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều cách giải. Và nếu chúng ta các em học tốt cái phần này, thì những cái chương sau nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đúng không? Ví dụ như trường sóng cơ, trường giao thoa ánh sáng, rồi trường dao động điện tử, vân vân. Đúng không? Nó có liên quan mật thiết với nhau. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cái phương pháp này như thế nào đây. Thì đầu tiên, thầy nhận thấy rằng trong cái bài toán tìm thời gian á, thì chúng ta nên dùng cái phương pháp, đúng không? Nên dùng cái phương pháp sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều, chúng ta sẽ biết được. Bây giờ giả sử như thầy có một cái vật, đúng không? Một chất điểm M chuyển động tròn đều như thế này, đúng không? Một chất điểm M nào đó chuyển động tròn đều. Thì khi đó hình chiếu của cái điểm M này, đúng không ạ? Hình chiếu của điểm M lên cái trục OX này, chúng ta được một cái điểm, đó là điểm B, đúng không ạ? Điểm B. Ví dụ như khi điểm M chuyển động tròn đều theo chiều dương của đường tròn lượng giác, đúng không ạ? Chuyển động như thế này theo chiều dương của đường tròn lượng giác, thì hình chiếu của cái điểm M trên cái trục OX này nó sẽ dao động điều hòa xung quanh cái vị trí cân bằng O. Và lúc đó chúng ta đã biết từ O đến A, người ta gọi đây là biên độ dương A, đúng không? Biên độ dương điểm A này, người ta gọi đó là biên độ. Từ O đến A này gọi là biên độ, đúng không ạ? Và theo chiều này được gọi là chiều dương, còn ở bên này đây là biên độ âm, đúng không ạ? Rồi giả sử như tại một cái thời điểm T1 nào đó, tại thời điểm T1, vật ở vị trí có ly độ, giả sử như đây là x1 đi, thầy xóa cái này đi ha. Giả sử như tại thời điểm T, vật ở vị trí có ly độ x1, tới cái thời điểm T2 nào đó, đúng không? Tới thời điểm T2, thì vật ở vị trí giả sử như có ly độ là x2. Đúng chưa? Và người ta hỏi rằng, đúng không? Lúc đó chất điểm này ban đầu nó ở vị trí M1, đúng không? Sau đó nó di chuyển, nó chuyển động tròn đều tới vị trí M2. Lúc đó tương ứng với phần dao động điều hòa này, nó sẽ ở vị trí có ly độ là x2. Thì thông thường người ta đặt ra một bài toán, đó là tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có ly độ x1 này, đúng không ạ? Đến vị trí có ly độ x2 này, đúng chưa? Thì để giải quyết được cái bài toán này, chúng ta làm như thế nào? Thì bước thứ nhất, bước 1 nè, các em phải xác định xem coi ở thời điểm T1 thì vật ở vị trí có ly độ x1. Và lúc đó, đúng không? Tại thời điểm T1 thì vật có ly độ x1 và tương ứng với cái điểm M này nó nằm ở đâu, đúng không? Điểm M1 này nó nằm ở vị trí nào trên cái đường tròn lượng giác, đúng chưa? Ví dụ như tại thời điểm T1, vật ở vị trí có ly độ x1 tương ứng với điểm M1 nằm đây. Tương tự như vậy, chúng ta cũng xác định tại cái thời điểm T2 này, vật ứng với vị trí có ly độ x2, thì hỏi lúc đó tương ứng với cái điểm M2 này nó nằm ở vị trí nào trên cái đường tròn lượng giác này. Được chưa? Rồi, sau khi các em xác định được các điểm M1 và M2, bước thứ hai, chúng ta phải xác định cái góc quét
đúng không? Góc quét delta phi này nó bằng bao nhiêu radian? Thì để xác định được cái góc quét delta phi này nó ở đâu thì đó chính là cái góc này đó các em. Đây thầy mở ra, đây chính là cái góc quét delta phi của các em nè. Từ M1 đến M2 thì cái góc này người ta gọi đây chính là góc delta phi của chúng ta. Được chưa? Và chúng ta sẽ biết được cái góc này là bao nhiêu độ tùy theo cái bài toán, đúng không? Bao nhiêu radian tùy theo bài toán. Lát nữa vô bài tập thầy sẽ nói rõ cho các em. Như vậy bước thứ hai là cái bước cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải xác định được cái góc quét delta phi này. Nếu chúng ta không xác định được chính xác cái góc delta phi này là bao nhiêu thì bài toán chúng ta sẽ làm sai. Được chưa? Như vậy bước thứ hai rất quan trọng, đúng không? Và lát nữa xác định như thế nào thì vô bài tập chúng ta sẽ nói rõ. Rồi sau khi xác định được delta phi, bước 3, các em dùng cái công thức mối liên hệ trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc bằng góc quét được chia cho thời gian để đi góc đó. Như vậy suy ra thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí có ly độ M1 đến vị trí có ly độ M2 sẽ được xác định bằng công thức delta t, đúng không? Từ đây chúng ta suy ra delta t bằng delta phi chia cho omega. Thì delta phi các em đã tính rồi, đúng không? Omega thì là tốc độ góc trong chuyển động tròn đều, tương ứng với dao động điều hòa thì nó là tần số góc, đúng không ạ? Thì omega này chúng ta có nhiều cách tính. Nếu người ta cho chu kỳ thì chúng ta lại sử dụng công thức t bằng 2pi, omega bằng 2pi chia t. Người ta cho con lắc lò xo thì omega là ôm không mập. Rồi người ta cho con lắc đơn thì omega bằng z chia lượng căn bậc 2 g chia l, đúng không ạ? Vân vân. Đó là cái cách, cái phương pháp giải bài toán mà tìm thời gian trong dao động điều hòa, đúng không? Thầy nhắc lại, bước thứ nhất các em phải xác định được lúc đó nó ở tại thời điểm T1 nó có ly độ S1 thì cái vị trí nó ở đâu so với cái đường tròn. Rồi tại thời điểm T2 tương ứng với ly độ S2 thì vị trí M2 nó ở đâu so với cái đường tròn, đúng không ạ? Và cái bước hai là bước quan trọng nhất, chúng ta phải xác định cái góc quét từ M1 đến M2 là bao nhiêu radian. Và bước cuối cùng chúng ta sử dụng cái công thức này, đúng không? Omega bằng delta phi chia delta t, suy ra delta t bằng delta phi chia omega, đúng không? Phương pháp của nó chỉ có ba cái bước này thôi, nhưng vận dụng nó không phải là dễ, đúng chưa? Và cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp sử dụng đường tròn lượng z, đúng không? Thầy tạm gọi nó là phương pháp sử dụng đường tròn lượng z. Nó còn một cái phương pháp nữa là phương pháp sử dụng đại số, đúng không? Chúng ta tức là chúng ta sẽ giải cái phương trình lượng z đó. Thì khi nào chúng ta sử dụng cái phương pháp đại số đó, khi nào chúng ta sử dụng phương pháp đường tròn lượng z này, thì lát nữa thầy sẽ nói rõ cụ thể cho các em. Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi giải quyết những cái bài tập minh họa xem coi nó như thế nào đây. Bây giờ chúng ta cùng đi qua cái câu số 1. Trong câu số 1 này nó có 4 câu nhỏ, đúng không? Thầy sẽ giải chi tiết cho các em và từ đó các em sẽ vận dụng, đúng không? Thật ra chúng ta có nhiều câu, cái câu số 1 này chúng ta có thể dùng cái sơ đồ phân bố thời gian giống như ở những video trước thầy đã nói rồi. Nhưng nhiều khi nó rớt vào trường hợp đặc biệt thì các em làm được như thế. Còn nhiều khi nó không rớt vào trường hợp đặc biệt hoặc nó quay nhiều vòng đó, thì cái trục phân bố thời gian thì chúng ta xác định nó hơi khó khăn, đúng không ạ? Nhiều khi bạn nào chưa rành thì chúng ta làm nó hơi khó. Nhưng mà đây là cái phương pháp tổng quát, và thầy muốn hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cái phương pháp đường tròn lượng z đối với những câu này, đúng không ạ? Rồi, câu số 1. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, pin độ A. Hãy tính khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ly độ x1 là A nè, đến vị trí có ly độ x2 là bằng A trên 2 nè.
Như vậy bây giờ chúng ta mở cái đường tròn lượng giác ra. Đầu tiên các em phải mở vẽ cái đường tròn lượng giác ra xem coi nó như thế nào nha. Đây thầy vẽ cái đường tròn lượng giác. Đúng không ạ? Đây là không. Đây là pin dương, đây là pin âm. Thì coi như nữa đi ha. Chúng ta chia ra làm bốn cái vòng tròn này là bốn phần, cung phần tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi lý độ x1 bằng a, như vậy ban đầu 1 nó nằm đây nè. Vị trí m1 của chúng ta nằm đây nè. Rồi đến vị trí có lý độ x2 là a trên 2 nè. A trên 2. Đúng không? A trên 2 nó nằm đây nè. Thì thông thường bao giờ chất điểm này nó cũng sẽ chuyển động theo chiều dương của đường tròn lượng giác. Đúng không? Như vậy vị trí M1 nằm ngay vị trí này nè. Bắt đầu nó chạy lên đây. Bắt đầu nó quay. Nó quay như thế này theo chiều dương đường tròn lượng giác. Thì các em nhận thấy rằng khi nó đi đến cái vị trí để có lý độ X2. X2 là A trên 2 thì M2 nó nằm ở đây nè các em. Tại vì M2 các em chiếu xuống nó bằng A trên 2. Đúng không ạ? Như vậy, bước thứ hai là chúng ta đã xác định được bước 1 là chúng ta đã xác định được vị trí M1, vị trí M2. Rồi, bước thứ hai chúng ta xác định góc quét. Bây giờ chúng ta gọi góc quét. Từ M1 đến M2 thì cái góc quét là góc này nè. Cái góc màu đen này nè các em. Thì cái góc màu đen này, đây là góc không độ. Đúng không ạ? Đây là góc chiếu xuống. Nó có những giá trị đặc biệt này. Các em chú ý cho thầy nha. Thầy có những giá trị đặc biệt này. Các em nào rành đường tròn lượng giác của cái phần lớp 11 đó, thì chúng ta làm cái phần này rất là nhanh. Trên cái trục này nó sẽ chia ra những giá trị đặc biệt. Thứ nhất là A trên 2. Thứ hai là A trên căn 2. Rồi gần ở đây nữa là A căn 3 trên 2. Đúng không ạ? A căn 3 trên 2. Đây thầy mở vẽ rõ, vẽ lớn ra phần dưới này cho các em rõ nè. Thầy vẽ cái đường tròn lượng giác lớn lên nha. Đây. Đây là 0. Đây là A. Từ đây đến đây là A. Như vậy nữa đây là A trên 2. Tiếp tục hơn nữa là A trên căn 2. Rồi hơn nữa, hơn A trên căn 2 nhưng mà nhỏ hơn A, tức là A căn 3 trên 2. Thì các em chú ý điều này. Góc ở đây là 0 độ nè. Góc ở đây là 60 độ nè. Xin lỗi, 30 độ chứ. Tức là cái góc này là pi trên 6 nè. Pi trên 6 là 30 độ. Các em chiếu xuống nó sẽ là A căn 3 trên 2. Còn cái góc 45 độ chiếu xuống, đúng không? Góc 45 độ chiếu xuống thì nó sẽ ra là A trên căn 2. 45 độ tức là pi trên 4. Rồi cái góc này, đúng không? Lớn hơn, đây là 30, 40, đây là 60. Góc 60 độ chiếu xuống thì nó sẽ ra là A trên 2. Đúng không ạ? Góc 60 độ chiếu xuống nó sẽ là A trên 2. Như vậy 60 độ tức là pi trên 3. Còn cái góc này là góc vuông nè, chiếu xuống thì nó bằng mấy ạ? Bằng 0. Tức là góc 90 độ chiếu xuống chụp cos nó bằng 0. Chiếu xuống sụp nằm ngang đó. Đúng không? Góc 90 độ là pi trên 2. Được chưa ạ? Như vậy quay trở lại cái bài toán này. Cái góc quét của mình nhìn vào đây, đúng không? Chiếu xuống là A trên 2. Như vậy cái góc màu đen này nè là góc 60 độ tương ứng với pi trên 3. Như vậy delta phi của các em là pi trên 3. Đúng không ạ? Delta phi của chúng ta là, xin lỗi, đúng rồi, delta phi là pi trên 3 là 60 độ. Rồi bài toán này người ta yêu cầu tìm thời gian ngắn nhất, đúng không? Thời gian ngắn nhất thì nó đi cái cung ngắn nhất là cái đoạn này thôi. Chứ không phải, thật ra nó có một cái vị trí nữa, đúng không? Đây, vị trí tới vị trí này nè. Thầy gọi đây là vị trí M2 phẩy đi. Đúng không ạ? Thầy gọi cái vị trí này là M2 phẩy nè. Vị trí M2 phẩy này chiếu lên, nó cũng có lý độ là
là A trên 2. Nhưng bài toán đang yêu cầu tính thời gian ngắn nhất, như vậy vật chắc chắn đi từ M1 đến M2 thôi, chứ không thể nào đi từ M1 đến M2 phải được. Tại vì cái cung này càng lớn thì thời gian nó đi càng lâu. Đúng chưa? Như vậy không thể nào là M2 phải, mà chỉ từ là M1 đến M2 thôi nha. Như vậy cái góc quét chúng ta xác định được nó là bi, xin lỗi, bi 60 độ là bi trên 3 chứ. Thầy nhầm ha. Đúng không ạ? 60 độ là bi trên 3. Rồi, chúng ta dùng có công thức là omega bằng delta phi chia cho delta t, suy ra delta t bằng delta phi chia cho omega. Delta phi là bi trên 3. Omega của chúng ta lại là 2 bi trên t. Rồi, chúng ta đơn giản đi thì nó sẽ ra là t trên 6. Đúng không ạ? Như vậy cái câu số 1 này đáp án của chúng ta là t trên 6. Được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta qua cái câu số 2. Tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có ly độ A trên 2 đến vị trí có ly độ là trừ A căn 3 trên 2. Đây, chúng ta nhận thấy rằng vị trí có ly độ là A trên 2, là vị trí này nè. Đúng không ạ? Vị trí có ly độ A trên 2 là vị trí này. Tương ứng đây là M1 nè. Đúng không ạ? Đi đến vị trí có ly độ là trừ A căn 3 trên 2. Trừ A căn 3 trên 2. Rồi giờ chúng ta xác định M2 nằm đâu nha. Thì bên này là phần dương, bên này là phần âm. Đối xứng của nó, từ đấy đây là A trên 2, như vậy bên này là trừ A. Đúng không ạ? Trừ A trên 2. Trên của trừ A trên 2 đó là trừ A trên căn 2. Trên của trừ A trên căn 2 đó là trừ A căn 3 trên 2. Đúng không? Là giá trị này nè, tương ứng với trừ A căn 3 trên 2 nè. Giá trị này tương ứng với trừ A trên căn 2 nè. Giá trị này tương ứng với trừ A trên 2 nè. Và còn cái giá trị ngay vị trí này nè là pin âm nè, là trừ A đó các em. Rồi, bây giờ chúng ta xác định cái góc nha. Cái thằng này ở vị trí này chiếu xuống, nó là trừ A trên 2, thì tương ứng với cái góc của nó là 120 độ, tức là 2 bi trên 3. Các em chú ý điều này. Rồi cái giá vị trí này chiếu xuống thì lúc đó nó sẽ có ly độ là trừ A trên căn 2, thì tương ứng với góc này là 135 độ, tương ứng 90 cộng với lại là 45 nữa, đúng không ạ? 135 độ tương ứng với góc là 3 bi trên 4. Các em nhớ cho thầy. Rồi cái giá trị này ở vị trí này chiếu xuống thì nó sẽ ra cái ly độ là bao nhiêu các em? Đây các em thấy nè, giá trị này chiếu xuống, ở vị trí này chiếu xuống đây thì nó ra ly độ là trừ A căn 3 trên 2, thì tương ứng với cái góc này là 150 độ, tức là 5 bi trên 6. Và cái giá trị ở đây, vị trí này chiếu xuống, tức là tương ứng với 180 độ là bi đó, thì chiếu xuống nó bằng là trừ A. Rồi, bây giờ chúng ta xác định nha. Bây giờ ly độ x1 của chúng ta là A trên 2 tương ứng với vị trí M1. Rồi tới ly độ x2 của chúng ta nó bằng trừ A căn 3 trên 2. Đúng không ạ? Chúng ta coi nè. Đây, ly độ x2 là trừ A căn 3 trên 2. Thì tương ứng với vị trí M2 của chúng ta nó nằm ở đâu? Đây, chúng ta coi M2 nằm đâu đây. Đây, trừ A căn 3 trên 2 nằm đây. Đây là M2 của các em. Và hỏi cái góc quét của chúng ta là góc bao nhiêu độ? Đây, thầy dùng cái màu xanh đi. Vẽ cái màu xanh ra cho các em biết xác định góc quét nè. Từ M1 đến M2 cái góc này nè. Đúng không ạ? Cái góc này nè. Đây là nguyên góc này là delta phi của chúng ta nè. Đúng không ạ?
Thì muốn biết cái góc delta phi này của chúng ta là bao nhiêu độ thì các em dễ dàng tính nè. Delta phi nè. Nguyên cái góc này thì bằng cái góc lớn này. Cái góc lớn từ đây đến đây là 5 pi trên 6, đúng không? 5 pi trên 6 là cái góc lớn này nè. Đúng không? Góc lớn này. Đúng không? Là 5 pi trên 6. Các em trừ đi cái góc nhỏ này cho thầy thì cái ra cái góc delta phi. Mà cái góc nhỏ này của chúng ta, cái góc nhỏ này của chúng ta là pi trên 3. Như vậy các em quy đồng lên mẫu số chung là 6. Anh này nhân cho 2, như vậy 5 pi trừ 2 pi thì ra 3 pi. Trên 6 thì ra là pi trên 2. Rồi, vậy chúng ta suy ra cái delta t trong trường hợp này cũng dùng công thức này luôn. Delta phi chia cho omega. Delta phi là pi trên 2. Chia thêm cho omega. Omega của chúng ta là 2 pi trên t. Xa xa tử, đơn giản pi, như vậy còn t trên 4. Đúng không ạ? Do đó đáp án số 2, câu số 2 của chúng ta là t trên 4. Và cái video này, cái phương pháp giải bài toán này cũng như là có những cái chữ màu đỏ này thầy sẽ lưu lại cho các em. Bạn nào cần thiết chúng ta tải về, và cái file tải thầy sẽ để ở cái phần dưới của cái phần mô tả video này. Đúng không? Các bạn tải về giống như trong tất cả những video của thầy ra thì thầy đều để những link tải file bài giảng về. Các em có thể tải về chúng ta coi được hoàn toàn những cái chữ này. Đúng không? Chúng ta tải về chúng ta làm, hoặc là chúng ta lấy tài liệu chúng ta tham khảo gì đó, tùy các em. Đúng chưa? Như vậy câu số 2 đáp án của chúng ta là t trên 4. Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 3. Tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có ly độ x1 là trừ a trên 2 đến vị trí có ly độ x2 là trừ a căn 3 trên 2. Rồi, bây giờ chúng ta xác định coi. Vị trí có ly độ x1 là trừ a trên 2. Như vậy m1 của chúng ta nằm đây nè. Đúng không ạ? Đây, thầy vẽ ra ngoài luôn cho các em rõ ha. Đây, thầy vẽ ra ngoài. Thầy vẽ lại ra ngoài cho các bạn rõ trong trường hợp này. Đúng không? Để cho các bạn rõ nha. Ly độ x1 là trừ a trên 2. Đây là 0. Đây là trừ a. Như vậy trừ a trên 2 nằm đây nè. Đến vị trí có ly độ x2 là trừ a căn 3 trên 2. Đây là vị trí trừ a căn 3 trên 2 nè. Thì m1 của nó nằm ở đây nè. M1 nó nằm ở đây nè. Nó chiếu xuống, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cái ly độ là trừ a trên 2. Tương tự như vậy, giống như nãy thầy đã nói rồi, ở vị trí có ly độ a trừ a trên 2 thì nó là 2 pi trên 3, tức là 120 độ đó. 120 độ đó các em. Như vậy cái giá trị này là, góc này là 120 độ, tức là 2 pi trên 3 nè. Đúng không ạ? Rồi m2 của nó nằm ở đây nè. M2 nó nằm đây nè. Thì nó chiếu xuống thì lúc đó nó mới có ly độ là trừ a căn 3 trên 2. Như vậy m2 nó nằm đây nè. Tương ứng với góc này là 150 độ, tức là 5 pi trên 6 nè. Và bây giờ chúng ta hỏi cái góc quét nó là bao nhiêu. Thì cái góc quét nó là góc này nè các em. Đúng không ạ? Góc quét nó đây nè. Từ M1 đến M2 là góc quét này nè. Đúng không ạ? Đây là góc quét của chúng ta nè. Đi từ M1 đến M2 là cái cung này nè. Cái cung màu đen nè các em. Cung màu đen này thì tương ứng với góc quét này. M1, 0, M2 là góc này là delta phi nè. Nhìn vào đây các em tính delta phi. Đúng không? Muốn tính delta phi thì lấy cái góc lớn này là 5 pi trên 6. Trừ đi cái góc nhỏ này là 2 pi trên 3. Thế thôi, rất dễ. Không có gì khó khăn cả. Đúng không?
150 độ trừ cho là 120 độ. 150 trừ 120 thì ra là 30 độ. 30 độ chính là pi trên 6. Đúng không? Rồi. Như vậy suy ra delta t thời gian ngắn nhất để đi từ m1 đến m2 tức là x1 đến x2 là delta t bằng delta phi chia cho omega. Delta phi là pi trên 6, omega là 2 pi trên tờ t. Pi pi mất xa xa tử. Như vậy ra t 26 12. Như vậy đáp số của nó là t trên 12. Rất dễ đúng không các bạn? Rồi, tiếp tục. Qua câu số 4. Tìm thời gian ngắn nhất để đi từ ly độ trừ a căn 3 trên 2 đến ly độ trừ a trên 2. Đúng không? Trừ a căn 3 trên 2 đến trừ a trên 2. Như vậy đi ngược lại. Đây. Thời gian ngắn nhất để đi từ vị trí có ly độ là trừ a căn 3 trên 2 đến trừ a trên 2. Như vậy thời gian ngắn nhất thì nó phải đi cái cung ngắn nhất. Và bây giờ chúng ta thấy cái cung ngắn nhất là cung nào nè. Đúng không ạ? Ở vị trí có ly độ x1 là trừ a căn 3 trên 2 thì nó có hai vị trí, m2 nằm ở đây và m2 nằm ở dưới này. Đúng không? Nằm ở vị trí này hoặc là nằm ở vị trí này. Tại vì vị trí này chiếu lên nó cũng bằng trừ a căn 3 trên 2. Nhưng ly độ x1 tương ứng với là trừ a căn 3 trên 2 đến vị trí có ly độ x2 là trừ a trên 2. Đúng không? Góc chiều lượng giác chúng ta quay cái chuyển động tròn đều nó luôn chạy theo chiều này. Như vậy vị trí có ly độ trừ a trên 2 thì nó nằm ở đây nè. M2 nó nằm ở đây nè. Và M1 chắc chắn nó nằm ở đây nè. Thì để nó quay được cái cung ngắn nhất, nó quay cung ngắn nhất thì thời gian nó đi được là nhỏ nhất. Như vậy M1 nó nằm ở đây nè, M2 nó nằm ở đây nè. Đúng không ạ? Thì tương ứng với cái góc quét của cái cung này là cái góc này nè. Đúng không ạ? Cái góc này nè. Và cái góc này chính là góc delta phi của các em đó, delta phi của các em đó. Đúng chưa? Thì hai cái góc này đều bằng nhau hết. Đúng không ạ? Đều bằng nhau hết. Và nó đều giống như ở trên này thôi. Cái phần này là 5pi trên 6. Đúng không? Theo chiều âm. Thật ra góc này là trừ theo lượng giác. Nó là trừ 5pi trên 6. Rồi M2 theo lượng giác của nó là trừ 2pi trên 3. Thì về độ lớn delta phi, cái góc quét delta phi này cũng bằng cái góc trên này luôn. Và đều bằng 30 độ, tức là pi trên 6. Như vậy có góc quét, có chúng ta suy ra được delta t bằng delta phi chia cho omega. Tức là để đi từ vị trí có ly độ trừ a căn 3 trên 2 đến vị trí có ly độ trừ a trên 2 thì m1 nó phải nằm đây, m2 nằm đây. Thì thời gian đi từ đây đến đây mới là ngắn nhất được. Đúng không ạ? Chứ nó không thể m1 nằm trên này, m2 nằm dưới này. Nếu M1 nằm trên này, M2 nằm dưới này thì thời gian này lại dài hơn cái thời gian này, đâu có được. Tại đề bài ta yêu cầu tính thời gian ngắn nhất mà. Như vậy delta phi của chúng ta là cái góc màu đỏ này nè, cái góc quét màu đỏ nè. Giống như ở trên nó cũng bằng pi trên 6. Và chia omega vẫn là 2 pi trên t và đáp số của câu này vẫn là t trên 12. Đúng chưa? Đó là xong cái câu số 1 lớn của ông ta. Được không ạ? Rồi, bạn nào không hiểu thì chúng ta cứ để lại bình luận bên dưới video, thầy sẽ giải thích sớm nhất. Đó là xong nội dung câu số 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2, xem nội dung câu số 2 ra sao đây. Câu số 2. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A. Người ta nói trong một chu kỳ khoảng thời gian để vận tốc của vật có giá trị nhỏ hơn V mát chia 2 là bao nhiêu? À, bây giờ người ta không hỏi ly độ nữa, mà người ta hỏi thời gian để nhỏ hơn
V max chia 2 đúng không? Nhỏ hơn V max trên 2 là bao nhiêu? Đúng không? Có giá trị. Để chờ có giá trị nha. Như vậy có thể dương, có thể âm. Các bạn lưu ý điều này cho thầy. Như vậy để tính được cái bài toán này thì chúng ta cũng dùng cái phương pháp sử dụng đường tròn lượng giác. Đúng không? Bây giờ thầy vẽ cái đường tròn lượng giác. Nãy giờ chúng ta xét cái đường tròn lượng giác đối với ly độ. Bây giờ chúng ta liên quan tới vận tốc, tốc độ thì chúng ta sử dụng đường tròn lượng giác liên quan tới vận tốc. Bây giờ thầy vẽ cái đường tròn lượng giác đối với vận tốc ra. Đúng không? Tương tự như ly độ thôi chứ không có gì hết. Đây thầy vẽ đường tròn lượng giác đối với vận tốc. Đúng không? Rồi, chúng ta coi đây là 0. Đây là V max. Đúng không? V max của chúng ta coi như là biên độ dương đó, thì đây là trừ V max. Đúng không? Đây là biên độ âm. Rồi, bây giờ chúng ta coi chia thằng này làm 4 phần. Rồi giá trị V max tại V max trên 2 như vậy nó nửa ở đây, từ đấy đây là V max, như vậy V max trên 2 nằm đây. Đúng không ạ? Rồi người ta nói tìm trong một chu kỳ tìm khoảng thời gian để vận tốc có giá trị nhỏ hơn V max trên 2. Đúng không? Như vậy lớn hơn V max trên 2 chúng ta bỏ đi. Giá trị như vậy là nó có thể chuyển động theo chiều dương, nó cũng có thể chuyển động theo chiều âm. Đúng không ạ? Ví dụ như tại điểm M1 nó nằm ở vị trí này. Chiếu lên thì nó là V max trên 2 và nó đang chuyển động theo chiều dương. Đúng không ạ? Rồi tại giá trị M2 này nó quay lên đây, nó chạy lên đây. Tại giá trị M2, tại điểm M2 này chiếu xuống thì nó cũng có giá trị là V max trên 2 nhưng nó đang chuyển động theo chiều âm. Như vậy khi trong một chu kỳ khi vật đi từ M1 đến M2 thì vận tốc của chúng ta luôn có giá trị từ V max trên 2 đến V max. Như vậy trong cái đoạn từ M1 đến M2 nè, vận tốc của chúng ta luôn lớn hơn V max trên 2. Mà đề bài người ta hỏi tìm thời gian trong một chu kỳ để vận tốc có giá trị nhỏ hơn V max trên 2. Tức là nó đi theo cái góc quét của chúng ta là cái góc này nè. Cái góc quét của chúng ta tức là nó đi từ M1 đến M2 theo cái chiều này nè. Đúng không ạ? Theo chiều này nè. Như vậy góc quét của chúng ta là góc này nè. Đúng không? Đây mới là góc delta phi màu đỏ này của các em nè. Được chưa ạ? Tại vì nếu đi từ M1 đến M2 từ đây đến đây thì đây chính là thời gian ngắn nhất để vận tốc lớn hơn V max trên 2. Tức là nó chạy từ V max trên 2 đến V max, rồi từ V max đến V max trên 2. Được không ạ? Nhưng đề bài người ta đang yêu cầu tìm thời gian để nó có, để vận tốc có giá trị nhỏ hơn nha, giá trị. Đúng không? Theo chiều dương cũng được, theo chiều âm cũng được, không sao cả. Nhưng mà về độ lớn thì luôn lớn hơn V max trên 2, luôn nhỏ hơn V max trên 2. Đúng không ạ? Như vậy giá trị thì có thể lấy theo chiều dương, có thể lấy chiều âm. Như vậy cái góc delta phi của các em là góc quét nè. Chúng ta lấy nguyên một cái vòng tròn là 2π nè. Trừ đi cái góc nhỏ từ M1 đến M2 nè. Đúng không? Chiếu lên là 1 phần 2, tức là pi trên 3. Đúng không? Đây là pi trên 3. Rồi góc dưới này cũng là pi trên 3. Như vậy từ trừ đi tổng của pi trên 3 cộng với pi trên 3. Đúng không ạ? Tức là nó sẽ bằng 2π trừ cho hai này 60 cộng 60 ra 120, tức là 2π trên 3. Rồi quy đồng lên, đây là 6 trừ cho 2 thì còn là 4π trên 3. Có góc quét. Vậy suy ra cái thời gian để quét góc đó là delta phi chia cho delta t. Delta phi chia omega chứ. Là 4π trên 3. Omega là 2π trên t. Π đơn giản hết, xa xa tử 4 chia 2 được 2, 2t trên 3. Như vậy đáp án của cái câu này, thời gian trong một chu kỳ để vận tốc có giá trị nhỏ hơn V max trên 2, đó là 2t trên 3.
Được chưa ạ? Đúng không? Giá trị thì chúng ta có thể lấy theo chiều dương, chiều âm. Còn tốc độ luôn lấy số dương. Đúng không? Các bạn lưu ý điều đó cho thầy. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái câu số B. Bây giờ người ta nói rằng cũng tính trong một chu kỳ khoảng thời gian để vận tốc có giá trị lớn hơn Vmax trên 2. Nó ngược với câu này. Đúng không? Có giá trị lớn hơn Vmax trên 2, tức là đi từ M1 đến M2, thì lúc đó giá trị của vận tốc sẽ lớn hơn Vmax trên 2. Được chưa? Như vậy cái góc quét của chúng ta trong trường hợp này, đây thầy dùng cái viết màu đen đi chẳng hạn. Rồi góc quét của chúng ta trong trường hợp này, delta phi của chúng ta chính là bằng góc từ M1 đến điểm này là pi trên 3, cộng với từ điểm này đến M2 cũng là pi trên 3. Như vậy nó ra là 2π/3. Đúng không ạ? Và suy ra delta t của chúng ta lấy delta phi chia omega, lấy 2π/3 chia 2πt. Như vậy nó ra là t/3. Được chưa? Đó là đáp số của chúng ta là t/3. Hoặc là các em lấy trong một chu kỳ là t trừ đi cái thời gian nhỏ nhất. Đúng không? Thời gian nhỏ nhất là 2t/3 thì nó cũng ra là thời gian lớn nhất. Đúng không? Thời gian lớn hơn Vmax trên 2, đó là t/3. Được chưa? Đó là đáp số của cái câu B, là vận tốc có giá trị lớn hơn Vmax trên 2. Rồi, bây giờ tới câu này nó khác rồi nè. Tìm thời trong một chu kỳ, tìm thời gian để ngắn nhất để tốc độ có giá trị, tốc độ là khác, tốc độ luôn lấy số dương nha. Tốc độ có giá trị nhỏ hơn Vmax căn 3 trên 2 là bao nhiêu? Như vậy bây giờ chúng ta mở cái đường tròn lượng giác đối với cái câu C này ra coi. Tốc độ nha. Tốc độ thì chúng ta lấy số dương. Còn chúng ta theo chiều âm chiều dương gì à? Đây thầy mở ra cho các bạn rõ nè. Đúng không ạ? Rồi đây là 0. Đây là 0. Đây là Vmax. Đây là trừ Vmax. Đây là Vmax căn 3 trên 2. Như vậy nó gần Vmax chỗ này. Đây là Vmax căn 3 chia 2. Và giá trị này là trừ Vmax căn 3 chia 2. Đúng không? Thầy xóa cái thằng 0 này đi. Đây căn 3 ha. Rồi, đây là giá trị trừ Vmax căn 3 trên 2. Rồi người ta nói tính trong một chu kỳ để tốc độ có giá trị lớn hơn, nhỏ hơn. Đây chúng ta đang giải câu C ha các em. Tốc độ nhỏ hơn trừ Vmax căn 3 trên 2. Như vậy nó ở những vị trí nào đây? Bây giờ thầy xác định đây là vị trí M1. M1 nằm đây. Đúng không? M1 chiếu lên. Đúng không? Chiếu lên tức là góc là trừ pi trên 6 đó. Góc trừ 30 độ đó. Chiếu lên thì nó cũng ra là Vmax căn 3 trên 2. Rồi M2 nó là pi trên 6, tức là 30 độ đó. M2 nằm đây. Chiếu xuống nó cũng là Vmax căn 3 trên 2. Tương tự như vậy, bên này góc 150 độ là M3. Đúng không? Chiếu xuống là trừ Vmax căn 3 trên 2. Rồi M4 tức là trừ 150 độ theo chiều âm, chiếu lên nó cũng là trừ Vmax căn 3 trên 2. Rồi bây giờ chúng ta nhận thấy rằng tìm thời gian nhỏ nhất, ngắn nhất để tốc độ nhỏ hơn có giá trị, đúng không? Theo chiều dương, chiều âm cũng được. Có giá trị nhỏ hơn Vmax căn 3 trên 2.
Như vậy nó đi từ đâu đến đâu đây? Có phải đây là không không? Nó đi từ đây đến đây. Và từ đây đến đây trong cái đoạn này. Trong cái đoạn màu vàng này nè. Trong đoạn màu đỏ này nè. Nó đi từ đây đến đây nè. Thì tốc độ của nó có giá trị đều nhỏ hơn. Đúng không? Trừ Vmax căn 3 trên 2. Vậy nó đi trong cái đoạn màu đỏ này, tức là đi từ M2 đến M3 và từ M4, đúng không ạ? Từ M4 đến M1 thì tốc độ của ông ta nó luôn có giá trị nhỏ hơn, đúng không? Tốc độ của ông ta, hoặc là các em lý giải như vậy: tốc độ là độ lớn của vận tốc, trị tuyệt đối của V nhỏ hơn Vmax căn 3 trên 2. Thì theo toán học các em phân tích ra, bỏ trị tuyệt đối đi, thì V, đúng không, nhỏ hơn trừ Vmax căn 3 trên 2, lớn hơn trừ Vmax căn 3 trên 2 và nhỏ hơn Vmax căn 3 trên 2, thì nó nằm trong cái đoạn màu đỏ này nè, đúng chưa? Mà để nó nằm trong cái đoạn màu đỏ này thì nó phải đi từ M1, M2 đến M3 và M4 đến M1. Được không ạ? À? Rồi, bây giờ chúng ta tìm cái góc quét nó nha. Bây giờ thầy tìm góc quét delta phi. Được chưa? Thì thầy lấy cái góc này. Lấy cái góc này nhân 2 lên. Đúng không ạ? Lấy cái góc này nhân 2 lên. Lấy hai góc này cộng lại, hoặc lấy góc này nhân 2 lên. Mà cái góc này của chúng ta là góc 5 pi trên 6 nè. Cái góc này là pi trên 6 nè. Đúng không ạ? Thì 150 độ là góc 5 pi trên 6 trừ đi góc 30 độ. Đúng không? Là 150 trừ đi 30 thì ra là 120, tức là 2 pi trên 3. Rồi cái góc dưới này cũng là 2 pi trên 3, như vậy thầy nhân đôi lên thì chỗ này nó là 4 pi trên 3. Vậy tổng cái góc quét của hai cái cung này là 4 pi trên 3. Vậy chúng ta suy ra được thời gian delta t bằng delta phi chia omega. Delta phi của chúng ta là 4 pi trên 3 chia omega. Omega là 2pi trên t. Pi pi đơn giản hết. Chỗ này còn 4 với 2 còn 2. Như vậy sa tử là 2t trên 3. Như vậy đáp án của câu C của chúng ta là 2t trên 3. Đúng không? Đó là đáp án câu C. Đúng không? Đây là câu C nha. Câu C đáp án là 2t trên 3. Rồi bây giờ tới câu D. Người ta nói trong một chu kỳ tìm thời gian ngắn nhất để tốc độ có giá trị lớn hơn Vmax căn 3 trên 2. Như vậy V lớn hơn Vmax căn 3 trên 2, tức là nó nằm trong cái đoạn này nè. Tốc độ là độ lớn, đúng không? Chúng ta không xét về chiều. Nó đi từ M1 đến M2 cũng được, đúng không? Đi đây cung phần tư màu xanh đi hang tư đi từ M1 đến M2. Nó có tốc độ lớn hơn Vmax căn 3 trên 2. Hoặc đi từ M3 đến M4, nó cũng có tốc độ lớn hơn Vmax căn 3 trên 2. Nó dấu trừ chẳng qua là cho chúng ta biết nó đang đi theo chiều âm thôi, đúng không ạ? Nhưng nó độ lớn nó cũng là dương. Được chưa ạ? Nó cũng là dương. Như vậy chúng ta sẽ lấy hai cái góc màu xanh này, tổng góc quét là lấy hai góc màu xanh này cộng lại, đúng không? Hoặc là ở trên này các em lấy t, khi chúng ta làm câu C rồi thì chúng ta lấy một chu kỳ, chúng ta trừ đi cho cái giá trị này thì nó ra cái giá trị lớn hơn. Được chưa? Hoặc là chúng ta chưa làm câu C thì chúng ta lấy tổng hai cái góc này cộng lại thì ra góc quét, đúng không? Như vậy thầy làm theo cái trường hợp này đi. Tổng góc quét nè, delta phi của chúng ta là lấy hai góc này cộng lại. Mà hai cái góc này là pi trên 60 độ. Xin lỗi, 30 độ là pi trên 36 cộng với pi trên 6 là 60 độ. Đúng không? Pi trên 6 là 30 độ cộng với 30 độ là 60 độ, tức là pi trên 3.
rồi nhân cho cái bên cộng cho góc này bên này. Góc bên này cũng là 60 độ nữa, tức là nhân 2 lên. Như vậy nó là 2 pi trên 3. Rồi, suy ra cái thời gian delta t, delta phi chia omega là 2 pi trên 3. Chia cho omega là 2 pi trên t. Đơn giản như vậy ra t trên 3. Vậy đáp án của cái câu D là t trên 3. Được chưa ạ? Đáp án của cái câu D nha là t trên 3. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta qua câu cuối cùng của cái bài số 2 này. Đó là câu E. Tìm trong một chu kỳ. Đúng không ạ? Trong một chu kỳ tìm thời gian ngắn nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất nha. Đúng không ạ? Đây. Khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc có giá trị nhỏ hơn. Đây là A nha. Thầy nhầm ha. Đây là A mát của chúng ta. Có giá trị. Trong một chu kỳ tìm thời gian để gia tốc có giá trị nhỏ hơn A mát trên 2. Đúng không? Nhỏ hơn A mát trên 2. Giá trị thì theo chiều dương chiều âm. Đúng không? Còn tốc độ luôn lấy lại số dương. Đúng không? Giá trị của chúng ta thì theo chiều dương chiều âm thì nó cũng giống như cái câu trên thôi. Bây giờ thầy vẽ cái đường tròn lượng giác. Thầy giải câu D ha. Câu D thầy dùng viết màu đen đi cho nó khác biệt. Câu D. Rồi, chúng ta vẽ đường tròn ra. Đúng không ạ? À, đây là 0. Đây là A mát. Đây là trừ A mát. A trên 2 nằm đây. A mát trên 2 nằm đây. Rồi, như vậy người ta nói tìm thời gian ngắn, tìm trong một chu kỳ, tìm khoảng thời gian để gia tốc có giá trị nhỏ hơn A mát trên 2. Như vậy nhỏ hơn A mát giá trị của nó. Đúng không? Nhỏ hơn tức là từ 0 đến phần âm. Đúng chưa? Tức là từ A mát trên 2 nè, đi về tới 0 và về tới trừ A. Và ngược lại từ trừ A mát đến 0 rồi đến A mát trên 2. Đó là giá trị. Giá trị chúng ta xét cả số dương và số âm luôn. Các em hiểu điều đó cho thầy. Như vậy, bây giờ M1 giả sử như chúng ta có vị trí M1 nằm đây. Đúng không? Thầy kẻ đường này luôn đi ha, cho nó rõ. M1 nằm đây, M2 nằm đây. Như vậy cái góc quét của chúng ta là cái góc này nè. Đây. Đi từ M2 đến M1 đi theo chiều này. Đi cái cung này nè các em. Đi cung từ M2 đi cung màu đỏ này nè. Như vậy delta phi của chúng ta là góc màu đỏ này nè. Được chưa? Tại vì giá trị thì tức là chúng ta xét theo phần âm luôn, theo cái số âm dương luôn, đúng không ạ? Các em lưu ý điều đó cho thầy. Như vậy cái nó sẽ đi từ M2 đến M1, đúng không? Vậy delta phi của chúng ta là góc này. Delta phi cũng tương tự như câu kia thôi. Lấy 2pi, lấy nguyên một cái vòng tròn, trừ đi cái góc nhỏ này, trừ đi cái góc màu đen này nè. Trừ đi góc đen này nè. Tức là trừ đi cái thằng này chiếu xuống là 1/2, tức là 60 độ, là pi trên 3. Cái góc này chiếu lên cũng là 1/2, tức là cũng 60 độ, là pi trên 3. Trừ đi tổng cho hai góc này. Như vậy là 2pi trừ đi là 120 độ, là 2pi trên 3. Quy đồng lên, đây là 6 trừ cho 2 thì được 4pi trên 3. Như vậy từ đó suy ra delta t thời gian trong một chu kỳ lấy góc quét là 4pi trên 3 chia cho omega là 2pi trên t. Đơn giản pi, như vậy ra còn 2t trên 3. Vậy đáp số của cái câu cuối cùng của chúng ta là 2t trên 3. Được chưa? 2t trên 3. Đó là đáp số của cái câu câu E chứ. Đây câu E nha các em, chứ không phải câu D nha. Đây là câu E nha.
Câu E đáp số của ông ta là 2T trên 3 mới đúng nha. Rồi, tiếp tục chúng ta qua tiếp theo câu số 3. Rồi, câu này thì thầy muốn làm như thế này để cho các em hiểu tổng quát trong trường hợp này. Đúng không? Mấy câu này thật ra nó có mấy câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 giải quyết rất nhanh. Đúng không? Các em yên tâm. Cái phần này rất là nhanh, thầy nói sơ lược cho chúng ta là chúng ta biết rồi. Bây giờ người ta nói rằng một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A. Người ta nói rằng trong một chu kỳ khoảng thời gian để vector vận tốc và vector gia tốc cùng chiều. Vector vận tốc, vector gia tốc ngược chiều. Rồi vật chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần, rồi lực hồi phục, rồi lực, đúng không? Như vậy liên quan tới những vấn đề này. Thì đầu tiên thầy nói về vector V, rồi nói về vector A, rồi nói về chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần, rồi nói đến lực hồi phục, đúng không? F hồi phục bằng trừ độ lớn về giá trị của lực hồi phục đó, F bằng trừ K nhân X đó. Rồi bây giờ chúng ta vẽ nè. Chúng ta có những trường hợp này. Đây, đây là dao động của ông ta, đây là không, đây là A, đây là trừ A, đúng không? Chia thằng này thành 4 cung đường tròn, đúng không? Cung phần tư thứ nhất, thứ hai, đây coi như là cung phần tư thứ nhất đi, hàng số 1, đây là số 2, đây là số 3, và đây là cung phần tư số 4. Được chưa ạ? Số 1, số 2, số 3, số 4. Các em lưu ý nha. Rồi, bây giờ các em lưu ý nè. Trong quá trình chuyển động thì vector vận tốc luôn theo chiều chuyển động. Chiều chuyển động. Còn vector gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. Đúng không ạ? Lực hồi phục của ông ta, giá trị của lực hồi phục bằng trừ kx, rồi A bằng trừ omega bình phương x. Đúng chưa? Như vậy, từ hai cái anh này, chúng ta nhận thấy vector A và vector F và vector A cùng phương cùng chiều. Như vậy, chúng ta kết luận thêm được một điều, đó là lực hồi phục luôn hướng về vị trí cân bằng. Được chưa? Các em chú ý điều này cho thầy. Rồi quay trở lại cái vấn đề này. Ban đầu giả sử như vật ở vị trí M0 đi. Khi nó di chuyển từ M0 đến M1 là nó đi trong cung phần tư thứ nhất, đúng không ạ? Thì có phải chúng ta nhận thấy rằng giống như lò xo thôi, lò xo đang co về. Như vậy vận tốc, vector vận tốc của chúng ta đây, vector vận tốc, đúng không? Nó sẽ chuyển động nhanh dần. Được chưa? Đi từ A về O nè, nó sẽ chuyển động nhanh dần. Như vậy vector V, vector V theo chiều, đây chúng ta coi, đây thầy vẽ, thầy nói chỗ này ha. Trong cung phần tư thứ nhất nè, đúng không? Chúng ta xét cung phần tư thứ nhất thì vector V đi từ A, đi từ A về O nha, thì vector V đi từ A về O thì vector V cùng phương cùng chiều với vector gia tốc, đúng không ạ? Và nó sẽ chuyển động nhanh dần, chuyển động nhanh dần chứ không được đều, tại vì gia tốc biến thiên điều hòa mà. Được chưa ạ? Rồi tiếp tục, nếu nó đi trong, rồi đi cung phần tư thứ nhất là đi từ A về O. Rồi tiếp tục chúng ta xét nè. Trong cung phần tư thứ hai thì nó sẽ đi từ từ O đến trừ A. Đúng không ạ? Trong cung phần tư thứ hai nè. Đây cung phần tư thứ hai có phải đi từ O đến trừ A không ạ? Thì vector V, vector V của chúng ta nó theo chiều này, ngược chiều dương. Vector V chúng ta theo chiều này, theo chiều chuyển động mà.
Còn vectơ gia tốc của chúng ta luôn hướng về chiều vị trí cân bằng, đúng không ạ? Luôn hướng về vị trí cân bằng, như vậy vectơ v và vectơ a hai này ngược chiều nhau, và đây là chuyển động chậm dần, đúng không? Rồi so co lại chuyển động chậm dần, rồi đi từ trong cung phần tư thứ ba, tức là nó đi từ trừ a đến o, đúng không? Trong cung phần tư thứ ba đây, đi từ trừ a đến o, có phải lò xo co ra không ạ? À? Nó chuyển động nhanh dần, vector v cũng theo chiều này, vector a cũng theo chiều này, như vậy v và a cùng chiều nhau, v và a cùng chiều, đây là chuyển động nhanh dần. Tương tự như vậy, ngược lại trong cung phần tư thứ tư, tức là nó đi từ 0 đến a, đi từ vị trí cân bằng đến a. Đây cung phần tư thứ tư nè, đúng không ạ? À, cung phần tư thứ tư, được chưa? Cung phần tư thứ tư, lò xo có xu hướng là chuyển động chậm lại không? Đây, như vậy cung phần tư thứ tư thì vector v và vector a sẽ ngược nhau trong cung phần tư thứ tư nha. Có phải vector v nè đi từ 0 đến a nè, vector v theo chiều này, còn vector a ngược lại, vector v và vector a cùng phương nhưng ngược chiều, được không ạ? À? Rồi đây là chuyển động chậm dần, được chưa? Chậm dần. Rồi bây giờ mình xét, đó là thầy nói về những trường hợp đặc biệt này. Bây giờ chúng ta xét tới câu này. Người ta nói trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vector vận tốc và vector gia tốc cùng chiều, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, câu A người ta nói trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vector vận tốc và vector gia tốc cùng chiều với nhau. Đây chúng ta xét nè, trong một khoảng thời gian để vector vận tốc và gia tốc cùng chiều với nhau, nó rơi vào trường hợp nào đây? Đây mình coi nha, vector a trong cung phần tư thứ nhất, vector a và v cùng chiều, cung phần tư thứ ba, v và a cùng chiều, đúng không ạ? Như vậy trong hai cái cung phần tư này mà để thời gian nó đi một cung phần tư thì nó là t trên 4, đúng không các em? Đây chúng ta thầy dùng cái viết màu xanh ha. Để thời gian nó đi trong một cung phần tư thôi thì nó hết thời gian t trên 4. Như vậy thời gian để vận tốc, vector vận tốc và gia tốc cùng chiều với nhau là 1 với 3. Như vậy t trên 4 cộng với t trên 4 nó là t trên 2. Vậy đáp số của cái câu A là t trên 2. Tương tự, câu B, vector vận tốc và gia tốc ngược chiều. Đây, vận tốc và gia tốc ngược chiều. Vận tốc, gia tốc, vận tốc, gia tốc ngược chiều. Như vậy thứ hai và thứ tư thì để đi hai cung phần tư này thì nó là t trên 4 cộng với t trên 4 nó cũng là t trên 2 luôn. Đáp số câu này cũng là t trên 2. Rồi, câu C, vật chuyển động nhanh dần. Nhanh dần, coi đây. Nhanh dần, chuyển động nhanh dần 1, chuyển động nhanh dần 3. Như vậy đi cung phần tư thứ nhất và thứ ba, nó cũng là lấy t trên 4. Trong một cung phần tư thì thời gian để đi một cung phần tư là t trên 4, cộng với t trên 4 nó cũng là t trên 2. Như vậy đáp số cũng là t trên 2 luôn. Chậm dần cũng là t trên 2. Chậm dần đi từ đâu đến đâu? Chậm dần là số 2 với số 4, cũng là t trên 2, được chưa ạ? Rồi, lực hồi phục ngược chiều với vector vận tốc. Đây, chúng ta thấy lực hồi phục ngược chiều với vector vận tốc, mà lực hồi phục của chúng ta cùng chiều với gia tốc. Hay nói khác đi, cái câu này người ta nói lực hồi phục ngược chiều vector gia tốc, hay nói khác đi là vector gia tốc ngược chiều vector vận tốc, được chưa? Thầy nhắc lại, lực hồi phục ngược chiều vector vận tốc tức là vector gia tốc ngược chiều vector vận tốc,
vector gia tốc ngược chiều vector vận tốc thì cũng là t trên 2. Tương tự câu F này cũng là t trên 2 luôn. Được chưa ạ? Như vậy đáp số của câu số 3 này đều thời gian đều là t trên 2 hết. Được không ạ? Đó là xong nội dung câu số 3. Bây giờ tiếp tục chúng ta qua nội dung câu số 4. Xem nội dung câu số 4 như thế nào đây. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos 4pi t cộng pi trên 3 trong một chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu. Tìm khoảng thời gian để vận tốc có giá trị dương. Đúng không? Vận tốc có giá trị dương và vật chuyển động chậm dần. Đúng không? Như vậy đối với cái bài này á, chúng ta vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Chúng ta xem coi từ thời điểm ban đầu đến cái giá, đến khoảng thời gian để vận tốc này nó dương, tức là nó chuyển động theo chiều dương á, và chuyển động chậm dần đều thì nó chuyển động ở từ đâu đến đâu. Giờ thầy vẽ đường tròn lượng giác ra. Đúng không? Đây. Đây là 0. Biên độ của chúng ta là 5. 5 trừ 5. Pha ban đầu của chúng ta, đúng không? Thời điểm ban đầu, tức là chúng ta dựa vào điều kiện ban đầu. Điều kiện ban đầu là pha ban đầu đó là pi trên 3. Như vậy ban đầu nó nằm ở đây. Góc 60 độ. M0 nằm đây. Chiếu xuống nó là trừ 1 phần 2 nè. Đúng không ạ? Trừ 1 phần 2 của chúng ta. Nó là 2,5 đó. Trong một chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu, tìm khoảng thời gian để vận tốc có giá trị dương và chuyển động theo chiều âm. Như vậy vận tốc có giá trị dương ban đầu nằm đây, nó đi. Đúng không? Nó đi như thế này thì vận tốc nó đi từ M0 đến cái vị trí biên âm nè. Thì giá trị của vận tốc đều là âm hết. Đúng không? Tại vì vận tốc có giá trị dương, vận tốc có giá trị dương mà vận tốc thì nếu nó chuyển động theo chiều âm thì vận tốc âm. Đúng không? Đâu có nói về độ lớn đâu. Như vậy khi đi từ M0 đến biên âm thì vận tốc đều là âm hết. Đúng không ạ? Vận tốc đều là âm. Tại vì nó đang chuyển động theo chiều âm. Đang chuyển động đây nè. Đang chuyển động theo chiều âm nè. Không tính. Rồi tiếp tục đi từ biên âm. Bắt đầu đi tiếp từ biên âm tới điểm này, tới vị trí này, thì vận tốc nó có giá trị dương thật vì nó đang chuyển động theo chiều dương, nhưng mà nó lại là chuyển động nhanh dần, không được, không xét. Như vậy bắt đầu xét từ cái vị trí N nè, thì dùng cái màu đen nè, từ vị trí N này đi, đi từ vị trí N này bắt đầu đi tới cái vị trí biên dương này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy vận tốc nó có giá trị dương không ạ? Nó đang chuyển động theo chiều dương thì vận tốc có giá trị dương. Và vận tốc có giá trị dương và có phải nó chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên dương thì nó chuyển động chậm dần đúng không ạ? Như vậy, nói tóm lại nó đi trong cung phần tư thứ tư thì lúc đó vận tốc có giá trị dương và chuyển động chậm dần. Được chưa? Mà để nó đi trong cung phần tư thứ tư thì cái góc này nó phải lớn hơn, đúng không? Giá trị góc này, đúng không? Theo chiều dương đây, góc này là 3pi trên 2, rồi góc này là 2pi. Như vậy cái góc của ông ta, tức là nguyên cái góc này phải lớn hơn 3pi trên 2 và nhỏ hơn pi. Được chưa? Như vậy thầy tương đương lên cái góc của ông ta là 4pi t cộng với pi trên 3, tức là 4pi t cộng với pi trên 3 phải lớn hơn 3pi trên 2 và nhỏ hơn 2pi. Rồi chúng ta tương đương, chúng ta giải cái anh này nha. Rồi tương đương ha, anh này chuyển qua là 3pi, 3pi trên 2 trừ đi pi trên 3. Rồi mẫu chung là 6. Anh này là 6 phải không? Anh này mẫu chung là 6 nè. Anh này nhân cho 3 lên là 9. 9 trừ 2 ra 7 pi trên 6.
Như vậy chỗ này là 7 pi trên 6. Chỗ này là 7 pi trên 6 nhỏ hơn 4 pi t, rồi nhỏ hơn 2 pi, 2 pi trừ pi trên 3. Quy đồng lên là 6 trừ 1 ra 5. 5 pi trên 3. Đúng không ạ? Tương đương lên. Đây chúng ta tương đương lên giải hàng pi mất rồi. Như vậy chỗ này còn là 7, 7 phần 6 chia 4. Đúng chưa? 7 chia cho 6 bằng chia thêm cho 4 bằng, chỗ này nó ra 0,29. T của chúng ta lớn hơn 0,29. À đây chúng ta coi lại đáp án coi nó là chỗ nào nha. Đúng không? À, đơn giản đi thì chỗ này là 7/24. Đúng không ạ? 7/24 nè. Đây nhìn vào đáp án, nó ra phân số, mình để phân số ha các em. Chỗ này là 7/24, t lớn hơn 7/24. Rồi nhỏ hơn pi đơn giản hết. Chỗ này 5/12. Đúng không ạ? Như vậy t lớn hơn 7/24 và 5/12. Do đó mình coi đáp án nào đây. 7/24, 5/12. Đáp án câu này là đáp án A. Được chưa? Đó là xong nội dung câu số 4. Bây giờ qua câu số 5. Rồi. Vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 căn 2 cos pi t trừ pi trên 4. Các thời điểm của vật chuyển động qua vị trí có ly độ x bằng trừ 5 theo chiều dương của trục OX. Rồi, như vậy nãy giờ thầy trò chúng ta cùng đi giải quyết những cái bài toán đều sử dụng cái mối quan hệ, tức là đều sử dụng đường tròn lượng giác để chúng ta giải quyết cái bài toán tìm thời gian. Nhưng mà cái bài toán tìm thời gian mà dựa vào đường tròn lượng giác nó không phải là vạn năng. Đúng không? Chúng ta không có một phương pháp vạn năng. Mỗi cái phương pháp nó sẽ có một ưu điểm và nhược điểm riêng. Như vậy, đối với cái bài toán mà người ta cho vật tìm thời gian để vật đi qua vị trí có ly độ x nào đó mà cho chiều đã biết, đúng không? Theo chiều nào đó thì thông thường chúng ta giải bằng phương pháp đại số, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ hiểu hơn, nó sẽ đỡ trừu tượng hơn. Như vậy, đối với cái bài này cho đi qua ly độ x theo chiều dương thì thầy sẽ dùng phương pháp đại số, thầy sẽ giải. Được chưa? Và bây giờ phương pháp đại số như sau. Chúng ta có nè, vật đi qua vị trí có ly độ là trừ 5, như vậy x bằng trừ 5. X bằng trừ 5 theo chiều dương, tức là vận tốc của chúng ta lớn hơn 0. Rồi, mình tương đương lên. Chỗ này là 5 căn 2 cos của pi t trừ pi trên 4 và bằng trừ 5. Anh này vận tốc là về quên xin có dấu trừ, tức là trừ 5 pi trừ 5 căn 2 pi về quên xin sin pi t trừ pi trên 4. Có dấu trừ rồi, về quên xin có dấu trừ. Và theo chiều dương thì vận tốc lớn hơn 0. Được chưa? Rồi, bây giờ mình giải tiếp tục nha. Rồi, giải cái thằng này. 5 với 5 mất. Như vậy, chỗ này của chúng ta còn cos của pi t trừ pi trên 4. Chỗ này còn là trừ 1/2 bằng trừ 1 trên căn 2 đó, hay là căn 2 trên 2 đó. Chỗ này để nguyên cái đại lượng này dương mà chỗ này đã âm rồi thì cái anh này của chúng ta phải là âm, đúng không? Để âm với âm nhân nhau thì thành dương, tức là sin của pi t trừ pi trên 4 phải nhỏ hơn 0, đúng không? Âm với âm thì thành với dương được. Rồi, chỗ này giải hàng lượng giác. Chỗ này là trừ căn 2 trên 2 thì theo lượng giác của chúng ta nó là cos của 3 pi trên 4. Cos thì bằng cộng trừ, như vậy pi t trừ pi trên 4 nó bằng cộng trừ 3 pi trên 4.
cộng cho cái góc quay là K2B. Rồi anh này là sin của BT trừ B trên 4 nhỏ hơn 0. Đúng không ạ? Nhỏ hơn 0. Như vậy là vì sin của nguyên góc này nhỏ hơn 0, do đó từ cái hệ phương trình này các em lấy cái nghiệm mà để sin của góc đó nhỏ hơn 0 thì chúng ta lấy cái nghiệm là trừ 3B trên 4 cộng K2B. Đúng không ạ? Tại vì trừ 3B trên 4 thì nó nằm ở dưới, chiếu vào trục sin thì nó bằng nhỏ hơn 0 rồi. Như vậy từ đây chúng ta suy ra BT trừ B trên 4 sẽ bằng trừ 3B trên 4 trừ 3B trên 4 cộng cho K2B. Trong đó theo lượng giác của chúng ta với K này thuộc là Z. Đúng chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ giải, chúng ta tìm T thì lúc đó chúng ta sẽ chọn đáp án nào đó, vân vân. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng giải tìm T nha. Bây giờ các em nhận thấy rằng BB đều có B hết, chúng ta đơn giản hết rồi. Như vậy T này trừ B trừ 4 chuyển qua hành cộng, trừ 1 phần 4 chuyển qua hành cộng, 1 phần 4 trừ 3 phần 4 rồi cộng cho KB. Ai xin lỗi, K2 chứ, tại B đơn giản rồi, đúng không ạ? Cộng cho 2K, chỗ này là 2. Rồi anh này quy đồng lên là 4 trừ 1 trừ cho 3 thì còn là trừ 2 phần 4. Đơn giản đi là 1 phần 2, đúng không ạ? Như vậy T của các em là trừ 1 phần 2 cộng cho 2K. Thì điều kiện của ông ta, vì thời gian của ông ta luôn là số dương, như vậy anh này phải lớn hơn 0, đúng không? Tức là trừ 1 phần 2 cộng 2K lớn hơn 0 nè. Lớn hơn 0 thì chúng ta suy ra T này nó sẽ lớn hơn 2K, lớn hơn 1 phần 2. Như vậy K suy ra K lớn hơn 0,25. K lớn hơn 0,25, đúng không? Để thời gian là số dương thì K phải lớn hơn 0,25. Mà K của chúng ta là thuộc số nguyên, mà K lớn hơn, lại lớn hơn 0,25 nữa. Như vậy từ đây chúng ta suy ra K này nó thuộc vào lớn hơn 0,25, tức là không được lấy 0. Như vậy K này nó thuộc vào tập hợp số tự nhiên sao, đúng không ạ? Như vậy suy ra T này bằng trừ 1 phần 2 cộng 2K, trong đó K thuộc vào N sao, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi đáp án, coi nó là đáp án nào đây. Trừ 1 phần 2 cộng 2K với K thuộc N sao. Như vậy đáp án của câu này là đáp án D, được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta qua câu tiếp theo. Nội dung câu số 6. Người ta nói rằng một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 cos 4bt cộng b trên 6. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có lý độ x bằng 2cm lần thứ 2021 là bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì để giải quyết cái bài toán này rất là đơn giản. Bây giờ để giải quyết một cái bài toán tìm số lần hay là tìm thời gian vật đi qua một cái vị trí có lý độ x bất kỳ nào đó bao nhiêu lần, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái thời gian lần đầu tiên đi qua đó, qua cái vị trí đó. Rồi cái số lần còn lại chúng ta trừ giảm đi một lần, thì cái số lần giảm đi một lần đó, đúng không ạ? Chúng ta chú ý rằng trong một chu kỳ thì vật luôn đi qua vị trí có lý độ x bất kỳ hai lần, được chưa? Như vậy mình sẽ nhân hai lần cho cái chu kỳ đó chia hai đi là ra, ok, đúng không? Thầy nói như vậy thì nhiều bạn chưa có rõ ràng, chưa có hiểu lắm, nhưng mà bây giờ thầy sẽ giải quyết cho các em rõ nè. Người ta nói cho phương trình dao động này xác định
thời gian mà vật đi qua vị trí có lý độ 2 trong 2021, lần thứ 2021 là bao nhiêu? Được chưa? Như vậy đầu tiên, bước đầu tiên các em sẽ tìm cái vị trí ban đầu của nó nằm ở đâu? Đúng không ạ? Nó nằm ở đâu trên cái đường tròn lượng giác? Mà muốn biết vị trí ban đầu của nó nằm ở đâu thì các em phải dựa vào cái pha ban đầu này. Được chưa? Và bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn ra. Đúng không ạ? Vẽ đường tròn ra nha. Đây là 0, biên độ là 4. Đây là 4, đây là -4. Được chưa? 4 -4. Rồi pha ban đầu của nó là cộng pi trên 6, như vậy ban đầu nó ở đây. Đúng không ạ? Tại vì góc pi trên 6 thì góc 30 độ nó nằm đây, như vậy m0 nó nằm đây. Rồi xác định thời điểm vật đi qua vị trí có lý độ 2 cm, đây 2 cm đây. Đúng không ạ? 2 cm. Lần thứ 2021. Như vậy khi bắt đầu nó ở vị trí m0, nó chạy đi nè. Nó chạy đi tới cái vị trí m1 này, chúng ta chiếu xuống đây. Thì có phải nó đi qua cái vị trí có lý độ 2 cm lần đầu tiên không ạ? Đúng không ạ? Như vậy thời gian để nó đi qua vị trí có lý độ 2 cm lần đi qua vị trí có lý độ 2 cm lần thứ 2021 thì nó sẽ bằng thời gian đi qua lần đầu tiên cộng cho cái thời gian đi qua lần thứ 2010 lần, 20 lần. Đúng không ạ? Thầy nhắc lại, muốn tìm thời gian đó, chúng ta lấy thời gian đầu tiên cộng thêm cho thời gian nó quay 2020 lần nữa. Đúng không ạ? Như vậy, ban đầu nó vị trí này, nó đi qua vị trí này lần đầu tiên. Rồi chúng ta cộng thêm cho 2020, chúng ta chia 2 thì nó ra 2010 chu kỳ. Như vậy chúng ta cộng thêm cho 1010 lần chu kỳ. Tại trong một chu kỳ, tức là nó một vòng nè, đi tới lần đây đầu tiên nha, nó quay một vòng nữa, thì có phải đi qua vị trí này 2 lần không? Tại vì ở đây một lần, vị trí đối xứng này một lần nữa là 2 lần. Như vậy các em lấy thời gian lần đầu tiên cộng cho để đi qua vị trí này 2020 lần đó, thì nó chính bằng 2 lần. Đúng không? 2 lần 2, xin lỗi, nó sẽ bằng là 1010 lần chu kỳ. Tại anh này chia 2 đi ra 1010. Đúng không ạ? Tại vì trong một chu kỳ nó đi qua vị trí này 2 lần, như vậy 1010 lần chu kỳ thì nó sẽ đi qua vị trí này 2020 lần, cộng với cái lần đầu tiên nữa thì nó ra là 2021 lần. Đúng chưa ạ? Như vậy thầy chỉ cần tính thời gian lần đầu tiên cộng với chu kỳ là ok, là bài toán này giải quyết. Như vậy để tính thời gian đầu tiên, tức là đi từ M0 đến M1, thì chúng ta phải biết cái góc quét. Và bây giờ chúng ta coi cái góc quét nè. Đúng không ạ? Góc quét của nó là ở góc này nè. Từ M0 đến M1, đây là góc delta phi nè. Đó là góc quét. Thì quay trở lại cái bài toán kia, góc quét thì thời gian thì bằng delta phi chia omega. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta lấy delta phi nè. Cái góc này là M1 này là 60 độ là pi trên 3 nè. M0 này là 30 độ là pi trên 6 nè. Như vậy 60 trừ 30 ra 30, tức là pi trên 6. Đúng không? Delta phi chia cho omega đó các em, cộng cho 1010T. Delta phi của các em là pi trên 6. Omega, chúng ta coi coi bài này omega bằng nhiêu nha. Omega là 4 pi nè. 4 pi. Đúng không ạ? Rồi cộng cho chu kỳ 1010 chu kỳ. T bằng 2 pi chia omega. Như vậy 2 pi chia cho 4 pi thì ra 0,5.
Cái này là pi trên 6 nhân cho 4 pi. Pi pi đơn giản hết, như vậy còn 1/24 nè. Anh này là 1010 chia 2 ra là 505 nè. Đúng không? Rồi chúng ta bấm máy tính coi anh này coi nha. Các bạn chờ thầy một chút, thầy bấm máy tính. Chỗ này là 1/24. Được chưa? Sao máy tính này không lên nữa rồi. Rồi lấy máy tính trong máy luôn, bấm luôn. Xem coi nó như thế nào đây. Rồi, bây giờ chúng ta coi lấy 1/24 giây. 1/24 cộng cho 505. Và nó ra là 12121/24, tức là 12121/24. Đúng không? Như vậy đáp số của mình chỗ này nó bằng 12121/24 giây. Và nó sẽ xấp xỉ tương đương với 505,04 giây. 505,04 giây. Như vậy mình coi coi đáp án chỗ này là bao nhiêu đây. Đây, đáp án của chúng ta đó là đáp án D. Như vậy câu số 6 của các bạn đáp án đúng là đáp án D nha. Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 7. Xem nội dung câu số 7 ra sao đây. Câu số 7. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos 2bt cộng pi trên 4 trong thời gian 6053/3 giây. Đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu, người ta nói chất điểm qua vị trí có ly độ x bằng a trên 2 theo chiều âm bao nhiêu lần. Đúng không ạ? Như vậy bây giờ cái bài toán này á, chúng ta thấy nó có một cái điều đặc biệt mà như cái bài toán ở trên á, thầy không nhớ câu nào thầy đã nói một lần rồi. Bài toán mà yêu cầu tìm thời gian mà qua đi qua một vị trí có ly độ x nào đó mà theo cho đã biết chiều chuyển động, đúng không? Thì chúng ta không nên dùng cách giải theo đường tròn mà chúng ta sẽ dùng cách giải đại số, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng cách giải đại số. Như vậy bây giờ đối với cái câu này nè, người ta nói cho phương trình dao động nè, rồi cho trong thời gian 6053/3 giây đầu tiên nè, để nó đi qua vị trí có ly độ x bằng a trên 2 sang a trên 2 theo chiều âm. Người ta đã cho mình biết chiều âm rồi. Như vậy mình không nên dùng cách giải theo đường tròn, theo chiều đường tròn lượng giác, mà chúng ta sẽ dùng theo cách giải theo phương pháp đại số. Tức là chúng ta sẽ giải cái hàm lượng giác đó, đúng không ạ? Như vậy bây giờ các bạn coi thầy giải nó như thế nào đây. Bây giờ để qua vị trí có ly độ a trên 2, như vậy chúng ta thấy x và a trên 2 theo chiều âm thì vận tốc chúng ta cho là âm. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta coi câu A nè. Thì ly độ x bằng a trên 2, vận tốc theo chiều âm, tức là vận tốc nhỏ hơn 0, tương đương a trên 2 chỗ này bằng a cos 2bt cộng pi trên 4. Rồi vận tốc là về quên xin có dấu trừ. Như vậy chỗ này là trừ 2BA, trừ 2B nhân A sin của nguyên cái góc đó là 2BT cộng với pi trên 4. Và vận tốc vì nó chuyển động theo chiều âm, như vậy vận tốc âm, đúng không? Rồi chúng ta giải lượng giác anh này ra, một A với A đơn giản hết. Như vậy cos chỗ này bằng 1/2. Cos của 1/2 thì góc của nó, để cos nó bằng 1/2 thì góc nó là bằng 60 độ.
60 độ thì nó là pi trên 3. Như vậy bỏ luôn đi, thầy giải nhanh luôn nha. Bỏ cos đi thì lấy cộng trừ, do đó chỗ này 2 pi t cộng pi trên 4. Chỗ này bằng cộng trừ pi trên 3 cộng k2 pi cộng cho cái vòng quay của nó đó. Đúng không ạ? Ta lưu ý điều này. Rồi, chỗ này là âm rồi, để vận tốc nó âm mà chỗ này bản thân nó đã âm rồi thì sin của góc đó phải là dương. Đúng chưa ạ? Sin cái góc này tức là sin của 2 pi t cộng với pi trên 4 phải lớn hơn 0. Được chưa? Tại vì bản thân anh này đã âm rồi, âm nhân dương thì nó mới ra âm được. Đúng không? Như vậy cái chỗ này, anh sin này phải dương nè. Rồi, chúng ta dựa vào điều kiện sin này để chúng ta loại cái anh này. Được chưa? À, sin dương thì cái góc đó của ông ta phải là góc cộng pi trên 3. Như vậy chúng ta suy ra chỗ này là 2 pi t cộng pi trên 4 nó bằng pi trên 3 cộng k2 pi, trong đó k thuộc vào theo lượng giác của chúng ta, k thuộc vào z. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình giải cái phương trình này. Bi 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 đơn giản hết. Đúng không ạ? Như vậy chỗ này là 2t bằng anh này là cộng 1 phần 4 chuyển qua hình trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 3 cộng cho 2k. Rồi, suy ra tiếp tục. Anh này quy đồng lên. Anh này là 3 trừ 3, anh này là 4. 4 trừ 3 ra 1 phần 12. Như vậy 2t bằng 1 phần 12 cộng 2k. Rồi, suy ra t bằng 1 phần 24 cộng cho k. Đúng không ạ? Vì để t nó là số dương, như vậy k của chúng ta nó chạy từ 0. K không được là âm. Đúng không? Nếu k là âm, nếu mà k là âm 1, k bản thân nó đã thuộc z rồi. Mà trong trường hợp này á, để t nó là số dương nè. Như vậy k của chúng ta chạy từ 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Đúng không? K của chúng ta bằng 0, 1, 2, vân vân. Đúng không? Thầy lý giải thêm thôi. Rồi, bây giờ chúng ta giải. Chúng ta nhận thấy thời gian để nó đi qua vị trí có ly độ A trên 2 theo chiều âm là nó phụ thuộc vào cái này. Và người ta hỏi số lần trong cái thời gian 6.053 giây nè, số lần đi qua cái vị trí A trên 2 là bao nhiêu lần. Như vậy mình sẽ cho cái thời gian T vừa rồi đó, mình giải dưới này nè, nó sẽ lớn hơn không, nhỏ hơn 6.053, và chúng ta sẽ xác định được bao nhiêu giá trị của K thì đó là bấy nhiêu lần. Đúng không ạ? Thế thôi, cái hướng của mình đi là như vậy. Như vậy bây giờ mình sẽ xác định cái giá trị của K xem coi nó bằng bao nhiêu đây. Đúng không? Chúng ta sẽ xác định giá trị của K. Chúng ta có nè. T lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 6053 phần 3. Chúng ta coi lại coi có phải không đây. 6053 phần 3, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ, đúng không ạ? T lớn 0. Rồi, mình tương đương lên chỗ này 0 nhỏ hơn t, thay thế bằng 1 phần 24 cộng k nhỏ hơn hoặc bằng 6053 phần 3. Được chưa? Rồi tìm k, anh này chuyển qua là âm. 1 phần âm 24 là bao nhiêu đây? Tức là 1 trên 24 đó các em. Chúng ta bấm máy. 1 trên 24 thì nó sẽ bằng là 0,0416. Vậy k của chúng ta lớn hơn trừ 0,0416, nhỏ hơn hoặc bằng, anh này chia rồi trừ chuyển qua hình trừ 24 nữa, thì chúng ta sẽ k nhỏ hơn hoặc bằng 2017,625. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có, vậy
K sẽ thuộc vào cái đoạn là từ 0 đến, đúng không, nhỏ hơn 2017. Như vậy là 2017, đây là giá trị của K. Được chưa ạ? Lớn hơn 0, lớn hơn hoặc bằng 0 luôn. Tại T, thời gian của chúng ta, chỗ này chúng ta lấy bằng luôn ha. Bằng luôn. Rồi, như vậy K thuộc vào cái đoạn này. Như vậy từ 0 đến 2000, cái đoạn 0 đến 2017 thì nó sẽ có 2018 giá trị của K. Suy ra có 2018 giá trị K. Như vậy sẽ đi qua cái vị trí có ly độ A trên 2 2018 lần. Thế thôi. Bây giờ chúng ta coi đáp án. À, bài này không có đáp án. Như vậy chúng ta chọn cái đáp án. Đây là bài tự luận. Chúng ta không có đáp án. Chúng ta ra kết quả của nó là 2018 giá trị. Rồi, tiếp tục. Bây giờ cái câu B, người ta nói rằng cho một chất điểm dao động điều hòa với phương trình như trên trong cái thời gian này, đúng không? Trong 6053 phần 3 giây đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu dao động, nó đi qua vị trí có ly độ A trên 2 bao nhiêu lần? Thì để đi qua vị trí có ly độ A trên 2 bao nhiêu lần, người ta không cho biết chiều âm chiều dương. Như vậy mình sẽ giải theo phương pháp đường tròn đường giác, nó sẽ hay, nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Và bây giờ để mình biết trong cái thời gian này nó đi qua vị trí có ly độ A trên 2 bao nhiêu lần đó, thì mình sẽ phân tích cái thời gian này ra bằng bao nhiêu lần chu kỳ, đúng chưa? Đúng không? Tại vì chúng ta đã biết trong một chu kỳ thì nó đi qua cái vị trí A trên 2 này 2 lần. Như vậy cái hướng mình giải quyết là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này ra như thế này đây. Thầy sẽ dùng cái viết màu đen ha. Rồi, bây giờ chúng ta có vẽ đường tròn lượng giác ra nè. Đúng không? Vẽ đường tròn lượng giác ra. Đây là 0. Coi coi pha ban đầu nó là mấy đây? X bằng A, pha ban đầu nó là pi trên 4, omega nó là 2pi. Rồi, chúng ta nhớ điều này ha. Đây là A. A. Đây là trừ A. Pha ban đầu nó là pi trên 4. Ban đầu M0 nằm đây. Đúng không? Chiếu xuống cái vị trí này á, thì nó là A chia căn 2 thôi. Còn pi trên 3, 60 độ thì chiếu xuống nó mới bằng 1 phần 2 được. Đây là A trên 2 nè. Được chưa ạ? Đây là vị trí lần đầu tiên. Bắt đầu đây nó chạy đi thì tới cái vị trí M1 này. Chiếu xuống thì nó đi qua cái vị trí có ly độ A trên 2 lần đầu tiên. Được không ạ? Rồi người ta nói trong bắt đầu kể từ lúc dao động trong 6053 phần 3 giây này để nó đi qua cái vị trí A trên 2 này bao nhiêu lần. Thì như thầy đã nói rồi, chúng ta sẽ phân tích cái thời gian này, thầy đặt là delta T đi. Đúng không? Phân tích này nó bằng bao nhiêu lần chu kỳ. Thì bây giờ thầy sẽ lấy delta T, thầy chia cho chu kỳ T. Và chu kỳ T của chúng ta bằng 2pi chia omega đó, 2pi đó. Omega nãy của cái câu này nó là 2pi luôn. Như vậy nó là 1. Và bây giờ chúng ta chia, lấy này chia cho 1 thì ra là 6053 phần 3 chia 3. Đúng không? Thử coi nó bằng bao nhiêu nha. Bây giờ chúng ta coi nè. 6053 phần 3 coi bằng bao nhiêu nha. Rồi. Nó sẽ bằng 2017,66. Đây, chúng ta thấy nó sẽ bằng 2017,666 gì đó, vân vân. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích nè. Chúng ta thấy 0,66 nó rất đặc biệt nè. Đúng không? 0,66 đây là những giá trị đặc biệt. Nó có phải là bằng 2 phần 3 không ạ? Đúng không? Nó sẽ rớt vào cái giá trị đặc biệt. Bây giờ chúng ta lấy 2 chia 3 nè. Thì có phải ra 0,666 mấy không ạ? Đó, đây 0,66 mấy. Như vậy mình sẽ phân tích chỗ này ra. Vậy chỗ này
nó sẽ bằng 2017 cộng với 2 phần 3. Hay là suy ra delta T của chúng ta bằng 2017 lần chu kỳ, chia chuyển lên nhân rồi, cộng cho 2 phần 3 lần chu kỳ. Được chưa ạ? Cộng cho 2 phần 3 lần chu kỳ. Và bây giờ chúng ta coi nè. Như vậy ban đầu nó ở đây, nó quay 2017 lần chu kỳ thì nó sẽ đi qua cái vị trí này là nhân đôi lên, đúng không? Ta có nè, trong 2017 lần chu kỳ thì sẽ qua vị trí có ly độ x bằng a trên 2 bao nhiêu lần đây ạ? Nhân đôi lên, một chu kỳ thì đi qua là 2 lần trong một vòng, đúng không? Ban đầu nó ở đây nè, bắt đầu nó chạy một vòng nè. Có phải các em thấy nó đi qua vị trí có ly độ a trên 2 2 lần không? Một lần ở vị trí m1 trên này nè, một lần đối xứng ở đây nè, thầy gọi là m1 phẩy đó. M1 phẩy nè, đúng không? Đây, bắt đầu chạy đây nè. Có phải trong một chu kỳ, tức là đi qua vị trí có ly độ a trên 2 2 lần, lần m1 và lần m1 phẩy. Như vậy trong 2017 lần chu kỳ qua vị trí có ly độ a trên 2 là chúng ta nhân 2 lên, chỗ này nhân 2 lên, 2 7 14 viết 4 với 1, 2 1 là 2 với 1 là 3. Đây 20 nhân 2 ra 40. Như vậy 4034 lần chu kỳ. Đúng không ạ? 4034 lần chu kỳ. Xin lỗi, 4034 lần. Rồi cộng thêm cho 2 phần, như vậy nó quay 2017 vòng thì tới đây rồi. Cộng thêm cho 2 phần 3 chu kỳ. Như vậy cộng thêm cho 2 phần 3 chu kỳ thì chắc chắn nó vượt qua cái vị trí M1 này rồi, đúng không ạ? Tại vì 2 phần 3 chu kỳ tức là một vòng thì chia làm 3, lấy 2 phần, đúng không? Chia làm 3, tức là một vòng chia làm 3 là vị 1 nè, 2 nè, 360 độ chia làm 3 thì chắc chắn nó vượt qua, nó nằm ở vị trí này chứ nó không qua được tới đây, đúng không ạ? Thầy làm nhanh luôn nha, thầy suy đoán luôn, trong 2 phần 3 chu kỳ, 2 phần 3 chu kỳ nữa thì chắc chắn nó đi qua vị trí M1, vượt qua vị trí M1, nhưng không thể nào tới M1 phải. Như vậy cộng thêm một lần nữa, trong đó một lần tức là cái thời gian, thêm cái thời gian 2 phần 3 chu kỳ này nè. Như vậy tổng cộng nó đi qua được cái vị trí có ly độ a trên 2 4035 lần. Đúng không ạ? Đó là đáp số của cái bài này. Thế thôi. Bạn nào thắc mắc chúng ta cứ để lại bình luận, đúng không? Thầy sẽ giải thích. Rồi, tiếp tục. Chúng ta qua cái phần câu tiếp theo. Câu số 8. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật có khối lượng m đang dao động điều hòa từ theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng, đúng không? Thì từ thời điểm ban đầu tức là t1 bằng 0 đến cái thời điểm t2 là pi trên 48, động năng của con lắc nó sẽ tăng từ, như vậy tăng từ 0,098 joule. Như vậy T1 tức là ban đầu động năng, ban đầu khi T bằng 0 thì động năng nó có giá trị này, tăng đến giá trị cực đại rồi bắt đầu nó giảm về 0,064 joule. Tức là tại thời điểm T1 thì động năng nó là 0,96 joule, tại thời điểm T2 động năng nó là 0,064 joule. Người ta hỏi ở thời điểm T2 này, người ta nói rằng ở thời điểm T2 thế năng của con lắc bằng 0,064 joule. Người ta nói biên độ dao động tìm E của bài này là bao nhiêu. Như vậy ở thời điểm T2 chúng ta có động năng, đúng không? Động năng nó bằng này. Ở thời điểm T2 chúng ta có thế năng bằng này. Như vậy mình tính được cơ năng. Có cơ năng, có khối lượng, vậy muốn tính được biên độ A chúng ta phải tính được omega,
Đúng không? Hướng của mình đi là như vậy. Mà muốn tính được omega thì chúng ta sẽ dựa vào cái lại liên quan tới bài toán thời gian. Đúng không? Liên quan tới bài toán thời gian, chúng ta sẽ tính được tại thời điểm T1 nó ở ly độ nào, tại thời điểm T2 nó ở ly độ nào, và nó quét được cái góc từ, tại vì có thời gian rồi, rồi có góc có thời gian rồi, đúng không ạ? Chúng ta coi nó quét cái góc bao nhiêu, rồi chúng ta sẽ suy ra được omega. Như vậy bài toán này gián tiếp thông qua giải cái bài toán tìm thời gian mà thầy trò chúng ta đã nghiên cứu từ đầu đến giờ đó, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta đã phân tích rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi giải. Rồi bây giờ chúng ta giải ha, ta có nè, tại thời điểm T2 nè, bây giờ mình sẽ tính cái như vậy thầy sẽ tính cái động năng luôn, tính cơ năng nè, tại T2 thì động năng lúc đó, động năng 2, động năng lúc sau đó nó sẽ bằng 0,064 joule đó. Rồi cơ thế năng lúc sau đó cũng bằng luôn 0,064 joule. Và thật ra bạn nào nhanh thì chúng ta thấy rằng hai động năng này bằng nhau, chắc chắn lúc đó nó sẽ ở vị trí có ly độ x bằng cộng trừ a trên căn 2 đó. Trong một chu kỳ sẽ có 4 lần động năng bằng thế năng, và ở tại những vị trí có ly độ cộng trừ a trên căn 2, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý chỗ này. Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra cơ năng, đúng không? Lấy hai thằng này cộng lại, lấy 0,64. Ta chờ thầy bấm máy tính. 0,64 nhân 2. 0,064 nhân 2 lên thì nó sẽ ra là bằng 0,128 joule. 0,128 joule. Đây chính là thế năng, là cơ năng, và nó bằng 1/2 m omega bình a bình. Như thầy đã phân tích, muốn tìm được a, chúng ta có m, chúng ta phải tính omega. Mà muốn tính omega thì chúng ta sẽ dựa vào bài toán thế nào, bài toán liên quan tới thời gian. Tại vì chúng ta có thời gian rồi, có delta phi rồi, như vậy chúng ta phải biết được cái góc quét này là bao nhiêu, và phải biết được cái ly độ x1, x2 là bao nhiêu thì chúng ta mới tính được cái bài toán thời gian, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tại thời điểm T1 thì hỏi coi ly độ nó là bao nhiêu nha, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tính hướng mình đi là mình phải tính coi tại thời điểm T1 thì ly độ x1 nó là bao nhiêu, được chưa? Như vậy bây giờ mình tính nè. Tại T1 bằng 0, chúng ta có nè, ta có động năng lúc đó bằng, đây động năng đây, động năng là 0,096 joule, đúng không? 0,096 joule. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được thế năng, lấy này trừ cho 0,096, đúng chưa? Thế năng thì bằng cơ năng trừ động năng, tức là 0,128 trừ cho 0,096 bằng, nó ra là 0,032 joule. Rồi có thế năng, lúc đầu nè, rồi có cơ năng, mà chúng ta lại có công thức mối liên hệ giữa thế năng với cơ năng, đó là thế năng chia cho cơ năng, thế năng chia cho cơ năng, đúng không? Tất cả bình thì bằng x chia cho a tất cả bình phương, đúng chưa? X chia cho a tất cả bình phương chỗ này. Hay là chỗ này bằng căn bậc 2 á, hoặc là chỗ này chúng ta đơn giản đi, chúng ta bỏ cái anh này đi ha. Bỏ lấy thế năng lúc 1 chia cho cơ năng thì bằng x chia a tất cả bình phương. Đây x chia a tất cả bình phương. Tại vì thế năng bằng 1/2 k
x bình cơ năng bằng 1 phần 2 k a bình, đúng không? 1 phần 2 với 1 phần 2 hết. Như vậy là x bình chia a bình thì bằng thế năng chia cho cơ năng, thế thôi, đúng không? Công thức này chúng ta đã biết rồi. Và đây tại thời điểm t1 thì thầy gọi đây là x1, thì từ đây thầy sẽ suy ra x1, đúng không? Muốn bắt bình phương đi lấy căn hai vế lên, đúng không? Căn hai vế lên chỗ này x1 sẽ bằng cộng trừ a căn bậc 2 của v kép t1 chia cho v kép, rồi cộng trừ a, anh này là 0,032 chia cho 0,128 thì nó bằng 1/4. Anh này chia anh này bằng 1/4, căn của 1/4 thì ra 1/2. Như vậy lúc đó x1 của chúng ta sẽ có giá trị cộng trừ a trên 2. Rồi, chúng ta có x1. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ly độ x2. Tại t2 bằng pi trên 48 giây, đúng không? Pi trên 48 phải không? Ta coi coi, pi trên 48, đúng rồi. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng suy ra được, tương tự giống như câu trên này, chúng ta cũng suy ra được động năng lúc sau này bằng động năng lúc đầu, động năng lúc sau bằng với cơ năng, bằng thế năng lúc sau luôn, đúng không ạ? Và bằng 0,064 joule nè, đúng chưa? Và như nãy thầy đã nói rồi, vị trí đó này nè, đây nè, vị trí là cộng trừ a trên căn 2 đó. Hoặc là chúng ta cũng giải tương tự như vậy, như cái thằng này chúng ta cũng suy ra được x2 nó sẽ bằng cộng trừ a trên cho căn 2, được không ạ? Rồi, bây giờ mình thử xem coi góc nó quét là bao nhiêu. Vậy tại mình có thời gian rồi, delta t lấy t2 trừ t1 là pi trên 48 rồi, và có ly độ x1 x2 rồi, giờ chúng ta sẽ coi nó quét là góc bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được omega, đúng không ạ? Bây giờ mình coi lại cái đề bài nè. Từ thời điểm t1, từ 0 đến pi trên 48, động năng tăng đến giá trị cực đại rồi giảm, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta mở cái đường tròn lượng giác ra nha. Đây mình coi nè, thầy mở đường tròn ra. Rồi đây là 0, đây là a, đây là trừ a, đây là vị trí a trên căn 2, a chia căn 2, đây là vị trí trừ a trên căn 2. Rồi, đây là vị trí a trên 2, đây là vị trí trừ a trên 2, đúng không ạ? Rồi, chúng ta coi. Khi tại thời điểm t1 bằng 0 đến thời điểm t2 bằng pi trên 48, động năng tăng đến giá trị cực đại, đúng không? Rồi giảm, thì tương ứng thế năng giảm, đúng không? Động năng tăng thì chắc chắn thế năng sẽ giảm, đúng không? Động năng tăng thì thế năng giảm, giảm đến giá trị cực tiểu, đúng không? Giảm, thế năng giảm, đúng không? Động năng tăng đến giá trị cực đại, như vậy thế năng sẽ giảm đến giá trị cực tiểu. Rồi tăng đến giá trị cực đại thì động năng sẽ giảm, động năng tăng đến giá trị cực đại thì thế năng sẽ giảm tới giá trị cực tiểu. Rồi tiếp tục động năng giảm thì tiếp tục thế năng sẽ tăng lên. Thì bây giờ chúng ta coi ly độ nó ở đâu đây. Ban đầu x1 của chúng ta là cộng trừ a trên 2. Bây giờ chúng ta thấy nè, nếu x1 của chúng ta là a trên 2, ví dụ như m1 nó nằm đây đi, có phải bắt đầu nó quay đi nè, nó quay đi, có phải khi về vị trí cân bằng O bắt đầu nó quay theo chiều này nha, nó về vị trí cân bằng O tức là động năng tăng không, vận tốc tăng, vận tốc tại vị trí cân bằng là vận tốc cực đại, như vậy quay về vị trí cân bằng O bắt đầu nó tăng lên nè,
tới vị trí cân bằng này nè, tới cái vị trí này thì động năng đạt giá trị cực đại, và bắt đầu nó quay qua tiếp thì có phải động năng nó giảm không? Chúng ta thấy thế năng lại tăng không? Đúng không? X tăng. Và tới vị trí có ly độ là trừ A trên 2 nè, tại tại cái thời điểm, tại cái vị trí M2 này nè, thì ly độ của nó lúc này tại M2 thì lúc đó động năng bằng thế năng nè, tức là ly độ là x là bằng cộng trừ A trên 2 nè. Như vậy nó có thể đi từ M1 đến M2 này nè. Hoặc là ở dưới này, M1 nó có thể nằm ở đây nè. Đúng không? Thầy phân tích rõ cho các bạn luôn. Đúng không? Tại vì x của chúng ta nó là bằng cộng trừ A trên 2 mà. X1 của chúng ta nó cộng trừ A trên 2. Như vậy trường hợp đầu tiên nó có thể nằm ở vị trí này, là A trên 2 đi tới cái vị trí x2 là trừ A trên căn 2, thì động năng vẫn tăng, động năng tăng cực đại rồi giảm, nó phù hợp với cái giá trị bài toán chúng ta. Hoặc là trường hợp 2, tức là x1 nó bằng trừ A trên 2, tức là M1 nằm đây nè, bắt đầu nó chạy đi nè, đúng không ạ? Thì khi M1 nằm đây nó chạy đi, có phải động năng tăng không? Nó về vị trí cân bằng thì động năng tăng đến giá trị này là giá trị cực đại. Được chưa? Rồi biết tiếp tục động năng giảm nè, nhưng thế năng lại tăng tại vì x tăng. Như vậy vị trí M1 nó có thể nằm vị trí này, và M2 nó đi tới vị trí có ly độ x2 là bằng trừ A, bằng A trên căn 2 nè, đúng không? Tới vị trí M2 này nè. Như vậy nó có thể xảy ra hai trường hợp, đúng không? Có thể xảy ra hai trường hợp. Trường hợp 1, tức là x1 nó là bằng A trên 2 đi đến x2 là bằng gì đây ạ? Bằng trừ A trên căn 2. Rồi nó có thể xảy ra cái trường hợp 2, x1 nó ở đây, nó là trừ A trên 2 đi đến x2 nó là cộng A trên căn 2. Nhưng dù nó xảy ra cái trường hợp nào đi nữa thì hai cái góc quét nó quét hai cái cung này, đúng không? Cung màu đỏ này nè, nó quét cái cung màu đỏ. Trường hợp 1 nó quét cung màu đỏ, trường hợp 2 nó quét cái cung màu xanh này nè. Thì nó xảy ra hai cái trường hợp này thì hai cái góc quét này đều là như nhau, đều bằng nhau hết, đúng không ạ? Hai cái góc quét này đều bằng nhau hết các em, đúng không ạ? Ta lưu ý điều này. Như vậy chúng ta chỉ cần xác định cái góc này thôi, đúng không? Tại vì hai góc quét này là như nhau, bằng nhau hết. Rồi chúng ta thấy nó đến cái vị trí này là trừ A trên căn 2, thì góc này là 3pi trên 4 nè, tức là 135 độ đó. Nó đến cái vị trí này là A trên 2, tức là cái góc này A trên 2 là 1 phần 2 đó, tức là góc này 60 độ, tức là pi trên 3 nè. Như vậy chúng ta có cái góc quét, ta có nè, đúng không? Ta có cái góc quét delta phi lấy 3 pi trên 4 trừ đi pi trên 3. Được chưa? Đây, 3 pi trên 4 trừ pi trên 3. Rồi quy đồng lên mẫu số chung là 12. Anh này nhân 3 là 9. Anh này nhân 4, 9 trừ cho 4 ra 5. 5 pi trên 12. Được chưa? Như vậy có góc quét, có thời gian, thời gian nó đều là pi trên 48 tại T2 trừ T1. Đây pi trên 48, thời gian đi từ vị trí 1 đến vị trí 2 là pi trên 48 thôi. Như vậy mình giải nha. Vậy ta có omega tốc độ góc bằng góc quét chia cho thời gian. Omega là 5 pi trên 12 chia cho thời gian ở đây là pi trên 48. Rồi pi đơn giản hết, 12 với 48 thì đơn giản đi, mất 12 đây còn 4. Xa tự 5 x 4 ra 20 radian trên giây. Có omega chúng ta thế như nãy thầy phân tích đó, thế ngược vào cái lúc đầu.
thế ngược vào cái năng lượng, thế ngược vào cái cơ năng đó, đây nè, thế ngược vào đây nè, đúng không? Tại cơ năng ta có 0,128 rồi, thế ngược vào đây chúng ta sẽ suy ra được biên độ A. Thế là giải quyết được bài này. Ta có cơ năng bằng 1/2 M omega bình A bình. Như vậy suy ra A bình phương, đúng không ạ? A bình phương sẽ bằng 2 lần V kép chia M omega bình. Muốn mất bình phương đi lấy căn, biên độ nó là dương rồi, không lấy cộng trừ nha. Rồi thế vào 2 nhân cho 0,128 chia cho M là 100g, đổ ra là 0,1. Omega của chúng ta là 20 bình phương, đúng không? Bình phương mất căn rồi, ra 20 rồi. Chúng ta bấm máy tính chỗ này. Rồi bằng 0,08 mét bằng 8 cm, đúng chưa? Như vậy đáp án của câu này là đáp án C. Đó là xong nội dung câu số 8. Bây giờ chúng ta qua nội dung câu số 9. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc là omega. Vật nhỏ có khối lượng, đây là m. Tại thời điểm T0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Như vậy tại thời điểm T bằng 0 rồi, đúng không? Đây chúng ta coi nè, tại thời điểm T bằng 0, ta vẽ cái đường tròn lượng giác này ra nha. Đây là biên dương, đây là 0, đây là biên dương, đây là biên âm. Tại thời điểm T bằng 0, vật ở vị trí M 0 nè, và chiếu lên nó qua vị trí cân bằng và chuyển động theo chiều dương, tức là vận tốc V này là dương rồi đó, đúng không? Theo chiều dương. Rồi tới thời điểm T2, đây coi như là T1 nè các em, đây coi như là T2. Lúc đó T2 là 0,95. Lúc đó vận tốc và ly độ nó thỏa mãn cái phương trình này, đúng không? V bằng trừ omega x lần thứ 5, tức là nó đi qua một cái ly độ nào đó lần thứ 5. Và người ta yêu cầu tính độ cứng K. Thì bây giờ mình muốn tính độ cứng K này á, mình có M rồi, thì chúng ta sử dụng cái công thức ôm không mập, omega bình bằng K trên M. Vậy muốn tính K phải biết được omega. Mà muốn tính được omega thì các em chú ý nè, đúng không? Khi nó đi qua thời điểm, tại thời điểm T1, tại thời điểm T2, đúng không? Tại thời điểm T1 nó ở vị trí M0. Đây, tại thời điểm T1 nó ở vị trí M0. Tại cái thời điểm T2 nào đó, T2 là 0,95, thì nó đi qua cái vị trí X2 nào đó lần thứ 5. Như vậy cái bài toán này để tìm được omega, các em lại quay trở về cái bài toán tìm thời gian mà nãy giờ chúng ta giải quyết, được chưa? Và muốn được tìm được thời gian á, thì các em phải biết cái góc quét tại thời điểm T1 nó ở ly độ này nè, nó nơi ly độ x1 là 0 nè. Rồi tại thời điểm T2 chúng ta thử coi coi nó ở ly độ nào và vị trí trên đường tròn nó là bao nhiêu. Và lúc đó chúng ta biết được góc quét, chúng ta biết được thời gian, đây chúng ta sẽ suy ra được omega. Được chưa? Như vậy bây giờ thầy sẽ tính, đúng không? Chúng ta nói là tại nè, tại x1 nè, tại T1 bằng 0 á, chúng ta suy ra x1 bằng 0 và vận tốc của chúng ta là dương, tức là nó ở vị trí này. Rồi tại thời điểm T2 là bằng 0,95, đúng không? Bây giờ chúng ta cần tính cái x2 này là bao nhiêu, đúng không? Ta đang cần tính x2 bằng dấu hỏi đó, ta cần tính cái x2 này. Mà muốn tính x2 này nó thỏa mãn cái phương trình này thì chúng ta sẽ dùng cái công thức độc lập thời gian của phần này chúng ta tính, đúng không? Các em sẽ dùng công thức độc lập thời gian, tức là chúng ta có A bình bằng x bình cộng V bình chia omega bình phương. Đây là x2, đây là V2. Rồi các em thế số vào, tương đương với A bình x bình V bình, đúng không? Chúng ta thay thế V bằng trừ omega nhân x,
Được chưa? Như vậy V bình phương thì nó sẽ bằng omega bình nhân x bình. Như vậy omega bình hết, đơn giản đi thì còn x bình. Đúng không? Đây x2, đây x2. Hay là nó bằng 2 lần x2 bình phương. Chúng ta suy ra x2 nó sẽ bằng cộng trừ a chia cho căn 2. Được chưa? Như vậy cái điểm M của chúng ta nằm đâu? Bây giờ chúng ta coi x2 đây. X2 nó có thể là a trên căn 2. Đúng không? Đây là a trên căn 2. Rồi đây nó có thể là trừ a. Trừ a trên căn 2. Như vậy x2 nó nằm đâu? M2 nó nằm đâu? Bây giờ từ M0 nó quay đi, nó chạy, nó không thể, M của chúng ta không thể nào dừng ở đây được. Tại vì nếu mà M nằm đây dừng lên thì ly độ nó là a trên căn 2, đúng rồi. Nhưng vận tốc nó lại là dương. Đúng không? Mà trong cái công thức của ông ta, chúng ta nhận thấy công thức này vận tốc và ly độ trái dấu nè. Như vậy M của chúng ta vị trí này không thể nào là vị trí này. Như vậy điểm M của chúng ta chắc chắn nằm trên này. Điểm M của chúng ta nằm đây. Thì chiếu xuống thì lúc đó nó có ly độ là cộng a trên căn 2. Tại ly độ nó có thể là cộng, có thể là trừ. Như vậy nếu M của chúng ta nằm ở đây thì chiếu xuống ly độ là dương nè. Nhưng vận tốc nó đang âm, thỏa mãn. Rồi tiếp tục. Điểm M của chúng ta bắt đầu nó quay, không thể nào ở đây được. Tại vì ở đây ly độ âm nhưng vận tốc lại là âm rồi. Và điểm M có thể nằm ở đây nữa. Đúng không? Điểm M có thể nằm ở đây. Tại vì nếu mà điểm M nằm đây thì chiếu lên ly độ âm này, nhưng vận tốc của chúng ta nó đang chạy về đây. Như vậy vận tốc dương. Được chưa? Như vậy điểm M có thể nằm vị trí này, có thể nằm vị trí này. Đây là có thể là M2, đây cũng có thể là M2 nằm ở hai vị trí này. Bây giờ chúng ta thấy rằng tại thời điểm T2 nó đi qua cái vị trí M2 này 5 lần. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy cái thời gian delta T của chúng ta bằng T2 trừ cho T1 nó bằng 0,95 lần. Đúng không? Ban đầu nó ở đây, nó bắt đầu nó đi 0,95 giây thì nó đi qua cái vị trí M2 này hoặc M2 này là 5 lần. Thì chúng ta nhận thấy rằng 0,95 này có phải là trong một chu kỳ thì nó đi qua cái vị trí này 2 lần. Như vậy từ đây đến đây chúng ta thấy 0,95 này có phải là bằng 2 chu kỳ không? Tại vì 2 chu kỳ thì nó quay 2 vòng thì nó đi qua vị trí này là 4 lần. Đúng không? Quay 2 vòng đi qua vị trí này 4 lần. Đúng không? Đi qua vị trí có ly độ là a trên căn 2 là 4 lần. Qua vị trí này tức là 4 lần rồi. Rồi cộng thêm một cái lần nó về đây nữa. Đúng không? Thì nó mới bằng 0,95 được. Như vậy cộng thêm cái thời gian từ M0 đến M2 đây nè, đến M2 vị trí này nè. Vậy cộng thêm từ đây đến đây là 1/4 đường tròn, tức là T trên 4. Cộng cho thời gian từ đây đến đây, đúng không? Từ A đến là từ vị trí này nè đến vị trí M2 nè. Cái góc quét của chúng ta là 45 độ nè. Đúng không? 45 độ tức là pi trên 4 nè. Chia thêm cho omega là 2pi trên T nè. Đơn giản đi, có phải là T trên 8 không? Như vậy thời gian đi từ đây đến đây là thêm T trên 8 nữa. Thì nó mới bằng 0,95 được. Đúng không ạ? Thì nhắc lại nha. Ban đầu nằm đây. Sau thời gian 0,95 giây, nó đi qua vị trí có ly độ này 5 lần. Như vậy khi nó đi 2 vòng thì nó đi qua anh này 4 lần rồi. Cộng thêm từ đây đến đây nữa thì nó đi qua anh này thêm 1 lần nữa là 5 lần. Mà thời gian đi từ đây đến đây chính bằng từ đây đến đây là T trên 4 cộng cho từ đây đến đây là T trên 8. Được chưa? Rồi mình sẽ tính coi cái anh này là bao nhiêu nha. Chúng ta tính chu kỳ, rồi chúng ta biết được omega, rồi chúng ta sẽ biết được k, được không ạ?
Rồi, bây giờ mình tính. Anh này cộng với anh này là mẫu số chung là 8, anh này là 2. 2 cộng 1 là 3. Đúng không ạ? Chỗ này là 3. Chỗ này là 2t cộng với đây là 2 cộng 1 nữa là 3t. 3t trên 8 quy đồng lên 8216. 8216 cộng 3 là 19t. Như vậy 0,95 bằng 19t trên 8. Rồi suy ra t coi, bấm coi. 0,95 nhân cho 8 bằng chia cho 19 bằng ra 0,4. Suy ra t bằng 0,4 giây. Đúng không ạ? Có t rồi chúng ta sẽ suy ra được k. Đúng không? Dùng trực tiếp cái công thức luôn. K bằng 4 pi bình m chia cho t bình phương. Rồi các em thế số vào, m là 0,1 rồi, t các em thế là 0,4 rồi. Như vậy lúc đó đáp số của chúng ta là 25 newton mét, newton trên mét. Đúng chưa? Đó là xong nội dung câu số 9. Giờ chúng ta coi đáp án nào. Đáp án D. Đó là nội dung câu số 9 của chúng ta. Bây giờ chúng ta qua câu số 10. Câu số 10. Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại. Đây là Vmax. Đúng chưa? Đây là Vmax nha. Gia tốc cực đại. Đây là Amax. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu, đây coi như là T1. Chất điểm có vận tốc là 30. Như vậy V1 là 30. Vận tốc dương nha. Và thế năng đang tăng. Người ta nói chất điểm có gia tốc bằng pi mét trên giây lần đầu tiên ở đâu? Lần đầu tiên ở thời điểm là T2 là bao nhiêu? Như vậy cái bài toán này nó liên quan tới thời gian. Khi người ta cho thời điểm T1 chất điểm có vận tốc này thì chúng ta sẽ tính được cái ly độ x1 là bao nhiêu đó. Rồi tới cái lúc mà chất điểm có gia tốc là bằng pi thì chúng ta bằng pi thì lần đầu tiên thì chúng ta sẽ tính được cái ly độ x2 là bao nhiêu đó. Như vậy nó quay trở lại cái bài toán tìm thời gian để vật đi từ ly độ x1 đến ly độ x2. Đúng không? Đó là chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán này. Thế thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Đầu tiên cho Amax, cho Vmax, chúng ta sẽ tính được omega A. Đúng không ạ? Ta có nè. Vmax là vợ ôm anh. Amax là anh ôm bình anh. Hàng này chia nhau. Đúng không? Hàng này chia nhau. Lấy Amax chia Vmax. Amax chia Vmax thì ra là omega. Amax của chúng ta là 2pi, như vậy các em đổi ra là 200pi cm trên giây chia cho 60. Đúng không? Thì chỗ này nó ra là 10pi trên 3 radian trên giây. Rồi có omega chúng ta thế ngược vào đây, chúng ta sẽ tính được A của nó là 18 chia pi. Đúng không? Đơn vị là cm. Rồi có A, có omega. Bây giờ chúng ta coi nè, tại thời điểm T1 vận tốc nó là 30. Được chưa? Như vậy mình sẽ dùng công thức độc lập thời gian, chúng ta sẽ tính được x1. Ta có T1 bằng 0 thì V1 bằng 30, đây là dương nha. Đó, đang chuyển động theo chiều dương. Tại vận tốc người ta cho giá trị dương thì chắc chắn nó chuyển động theo chiều dương rồi. Và thế năng đang tăng thì chúng ta sử dụng cái công thức độc lập thời gian A bình bằng X1 bình cộng cho V1 bình chia omega bình. Rồi
thế vào, thay thế vào A là 18 chia B. 18 chia B, 18 chia B. Tất cả bình bằng x1 bình. V1 của chúng ta là 30 bình phương. 30 bình phương chia cho omega của các em. Omega của chúng ta là 10 pi chia 3 tất cả bình. 10 pi chia cho 3 tất cả bình. Rồi, anh này rút gọn đi ha, x bình. Chỗ này 30 cộng cho 30 bình phương là 900. 3 bình phương là 9. 10 bình phương là 100 nhân cho pi bình. Được chưa? Nhân cho pi bình. Chỗ này pi bình. Rồi, chỗ này pi bình, với pi bình mất rồi. 18 bình phương 100, đây là x, x1 đó các em. Đây là x1 ha. Hoặc là các em bấm máy tính bình thường. Chỗ này 9, chỗ này còn 18 bình nè. Pi với pi chia pi bình bằng x1 bình cộng cho 9 nhân 9 81. 81 chia pi bình. Đúng không ạ? Rồi chuyển qua, chúng ta suy ra x1 18 bình phương trừ 81. 18 bình trừ 81. 234. 243 chứ. 243 chia cho pi. Rồi lấy căn lên. Đúng không ạ? Lấy căn lên cộng trừ. Rồi căn của 243 bằng 9 căn 3. Như vậy nó bằng cộng trừ 9 căn 3 chia pi. Được không? Đó là x1 của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta coi x2 nha. X2 coi nó là nhiêu. Lúc đó chất điểm có gia tốc là bằng pi thì chúng ta sẽ tính được x2. Ta có nè. Ta có tại thời điểm t2 chưa biết. Chúng ta có a2 bằng trừ omega bình phương nhân x2. Đúng không ạ? Suy ra x2 sẽ bằng a trừ a chia trừ a2 chia cho omega bình. A2 của chúng ta là bằng pi. Đây coi coi có phải A2 bằng pi không? Rồi bằng pi. A2 bằng pi nè. Pi trừ. Vì A của chúng ta đơn vị là pi mét trên giây, các em đổi ra cm trên giây. Đúng không? Tức là nhân cho 100 cm trên giây bình. Chia cho omega là 10 pi chia 3 tất cả bình phương. Rồi pi bình đơn giản hết, 10 bình phương là 100, 100 đơn giản hết. Như vậy pi bình với pi bình phương dưới này còn pi, 3 bình phương lên là 9. Chỗ này là dấu trừ. 9 chia pi đơn vị là cm. Được chưa? Như vậy đó là x2 của chúng ta. Vậy bây giờ quay trở lại cái bài toán, chúng ta sẽ tìm thời gian từ 0 đến t2 để vạch đi từ vị trí có ly độ x1 là cộng trừ 9 căn 3. Đúng không? Vận tốc dương nha. Đúng chưa? Lát nữa mình sẽ loại cái nghiệm này. Đến vị trí có ly độ x2 là trừ 9 chia pi. Vậy bây giờ mình vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Thầy vẽ cái đường tròn ra ha. Đây thầy vẽ bằng cái màu đen đi chẳng hạn. Rồi đây. Rồi đây là 0. Biên độ của chúng ta là nhiêu? Chúng ta coi biên độ là nhiêu đây. Biên độ nãy tính được là pi trên 18. Pi trên 18 ha. Nãy mình tính biên độ pi trên 18. Đây là pi trên 18 chia pi chứ. 18 chia pi. Đây là trừ 18 chia pi. Đúng không ạ? Rồi.
Ly độ x1 của ông ta, ly độ x1 của mình là cộng trừ 9 căn 3 chia pi, thì x1 của ông ta, x1 của ông ta là bằng cộng trừ 9 căn 3 chia pi, thì nó giống như là, có phải là a căn 3 trên 2 không ạ? Đúng không ạ? Nó chính bằng cộng trừ a căn 3 trên 2 đó. Tại vì a của các bạn là 18, 18 chia pi. Như vậy 18 chia pi nhân căn 3 chia 2 thì nó ra là 9 căn 3 chia pi. Thế thôi. Nhưng mà chúng ta lưu ý nè. Tại thời điểm T1, vận tốc nó là 30 và đang chuyển động theo chiều dương. Đúng không? Đề bài ta cho mình biết đây. Thử coi mình nó nằm ở vị trí nào nha. Tại thời điểm T1, vận tốc là 30 và thế năng đang tăng. Tức là ly độ x1 của ông ta nó phải là dương. Như vậy ly độ x1 của ông ta nằm đây nè. Đây là x1 của các em nè. Tại vị trí này thì x1 của các em phải là cộng cho là 9 căn 3 chia pi. Đúng không? Cm. Tại vì ở vị trí này là x1 là 9 căn 3 chia pi, thì điểm M1 của ông ta nằm ngay đây. Ban đầu nó nằm ở vị trí này thì nó chuyển động thì vận tốc nó mới lớn hơn không được, đúng không? Bắt đầu nó quay lên đây thì vận tốc nó dương, và có phải ly độ nó tăng lên thì thế năng tăng không? Như vậy điểm M1 của ông ta nằm ngay vị trí này nè. Tại vì chiếu lên nó sẽ là bằng 9 căn 3 chia pi. Chứ điểm M1 không thể nằm bên phần âm được. Tại nếu điểm M1 nằm bên này thì chiếu xuống, mặc dù ly độ nó âm là đúng theo toán của chúng ta, nhưng vì nó đang chuyển động về đây, đang quay xuống thì chuyển động vận tốc âm là sai rồi. Được chưa? Như vậy điểm M1 của chúng ta nằm đây. Rồi, bắt đầu nó quay, nó chạy tới vị trí ly độ 2. Ly độ x2 là trừ 9 chia pi, thì ly độ x2 là trừ 9 chia pi thì nó giống như là trừ a chia cho 2 đó các em. Tại vì a của các em nó là bằng bi 18 chia pi. Như vậy là 18 chia pi nhân chia thêm cho 2 thì ra trừ 9 chia pi. Như vậy nó nằm đây. Đây vị trí này đây. Vị trí này chính là x2. Nó bằng trừ a trên 2 đó. Đúng không ạ? Đây vị trí M2 của chúng ta nằm đây nè. Như vậy cái vị trí này thì góc quét của nó đây nè. Cái góc quét của nó là đây, là cái góc này nè các em. Thì cái góc này M2 của chúng ta chiếu xuống là trừ 1 phần 2, thì cái góc này của chúng ta là 2 pi trên 3. Nó là 120 độ. Cái góc này, đúng không, chiếu lên nó là a căn 3 trên 2 đó. Cái anh này thật ra nó là a căn 3 trên 2 đó. Đúng không ạ? Thì góc này nó là pi trên 6. Về thì chiều âm thì nó là trừ pi trên 6 trừ 30 độ. Như vậy nguyên cái góc quét này của chúng ta lấy 2 pi trên 3 cộng với pi trên 6. Đây pi trên 6 nha. Tại nguyên cái góc quét là góc lớn này nè, chứ không phải lấy âm được đâu nha. Như vậy lấy 120 độ cộng cho 30 độ thì ra 150 độ, tức là 5 pi trên 6. Như vậy cái góc quét của ông ta delta phi là 2 pi trên 3 cộng với pi trên 6, mẫu số chung là 6. Anh này nhân 2, 4 cộng 1 là 5 pi trên 6. Rồi có góc quét. Như vậy chúng ta sẽ tính được thời gian. Vậy đúng không? Omega bằng delta phi chia delta t. Suy ra đề bài người ta hỏi thời gian t2 là bao nhiêu đó. Đúng không ạ? Chúng ta coi coi. Đề bài người ta hỏi thời điểm đầu tiên là t2 là delta. Chúng ta tính delta t luôn, tại t1 nó bằng 0 rồi. Như vậy suy ra delta t bằng delta phi chia omega. Delta phi là 5 pi trên 6. Omega nãy chúng ta tính được nó là 10 pi trên 3.
Đúng không ạ? Rồi, 3 năm 15 pi với pi đơn giản mất rồi. 15 chia cho 60. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta lấy 15 chia cho 60. 0,25. Như vậy, thời gian của chúng ta là 0,25 giây. Vậy, câu này chúng ta coi đáp án nào đây? Đây, đáp án D. Đúng không ạ? Vậy, video này thầy đã giải chi tiết cho các em 10 cái bài tập, cũng như cung cấp cho các em phương pháp giải. Thì các bạn muốn tải lại cái bài file bài giảng này cũng có các chữ này, thầy sẽ lưu lại cho các em tải về. Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.